Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 65. Cuối cùng, đôi mắt Hiên Viên Kỳ trống rỗng. Đến lúc chết thật rồi. Diệp Huyên. Hiên Viên Võ đứng gần đó gầm lên, hiếp người quá đáng. Vừa dứt lời, gã ta đã xông lên, mang theo một luồng khí tức như gió lốc cuốn qua. Diệp Huyên vô cảm vung một đường kiếm. Xoẹt. Kiếm quang xé rách không gian trong chớp mắt. Ầm. Hai người vừa va chạm đã tách ra, Diệp Huyên thối lui chừng trăm trượng, Hiên Viên Võ lại chưa tới 30. Nhưng sắc mặt gã lại nghiêm trọng vô cùng, hai mắt trừng trộ nhìn Diệp Huyên, ngươi lại mạnh hơn. Hắn đã mạnh hơn trước không chỉ một chút thôi đâu, mà chỉ mới qua bao lâu cơ chứ. Nỗi khiếp sợ dâng lên trong lòng Hiên Viên Võ, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý. Gã ta biết ra Hiên Viên tộc và Diệp Huyên vĩnh viễn không thể hòa hảo. Trừ khi bọn họ hy sinh tôn nghiêm mà nhận sai, nhượng bộ trước hắn. Nhưng họ sẽ làm thế ư? Có câu sĩ khả sát, bất khả nhục, nhà họ Hiên Viên tốt xấu gì cũng là thế gia nghìn năm, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Diệp Huyên. Ngược lại, Diệp Huyên liệu có bỏ qua cho họ không? Tuyệt đối không. Kể từ giây phút động đến Diệp Liên, nhà họ Hiên Viên và Diệp Huyên đã chú định không chết không thôi. Hiên Viên Võ nhìn đối thủ. Tay phải chậm rãi nắm lại, tụ tập thành một luồng sức mạnh khổng lồ khiến không gian bốn phía chấn động. Diệp Huyên không suy xuyển, chỉ siết kiếm trong tay, để một luồng kiếm thế khủng bố ùa ra quanh người. Hiên Viên Võ thấy thế thì biến sắc, nhảy vọt về sau hơn nghìn trượng. Gã ta biết Diệp Huyên lại sắp thi triển kiếm kỹ hết sức lợi hại kia rồi. Có hai điều ở tên này mà gã ta kiêng kỵ, thứ nhất là bảo vật ngũ duy. Thứ hai là kiếm kỹ có thể giết chết cường giả đăng phong cảnh như gã ta. Thấy Hiên Viên Võ thối lui, Diệp Huyên lại không tiếp tục ra tay mà xoay người rời đi, bởi nhất kiếm vô lượng của hắn cũng không làm được gì cường giả đăng phong cảnh nếu đối phương cứ liên tục lùi lại. Thấy hắn đi rồi sắc mặt Hiên Viên Võ âm trầm như tích nước nhưng không dám đuổi theo, không dám bắt hắn ở lại. Gã ta không tự tin có thể đón được một kiếm đó. Bỗng nhiên gã ta xoay người nhìn không gian trước mặt run lên, nheo mắt nói, Diệp Huyên, để ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Vừa dứt lời, gã đã biến mất. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi nhà họ Hiên Viên, Diệp Huyên đi thẳng đến kiếm võ giới để tính sổ một vài món nợ. Nhưng khi đến nơi, toàn bộ kiếm võ giới đã bị một trận pháp khổng lồ bao trùm bên trên. Diệp Huyên rút kiếm chém xuống. Choang. Cả trận pháp run rẩy kịch liệt nhưng không bị hư hại. Diệp Huyên không khỏi cau mày, lại rút Thiên Chu ra chém xuống. Ầm. Trận pháp chấn động, một vết rách sâu hóm xuất hiện nơi đường kiếm rơi xuống nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại bình thường. Lại thêm vài đường kiếm nữa bay ra nhưng trận pháp vẫn sừng sững. Cuối cùng, Diệp Huyên còn dùng đến cả đạo tắc không gian, nào ngờ trận pháp kia còn phong kín đến cả không gian. Nên dù có dùng đạo tắc hắn cũng không vào được. Không chỉ thể, bên trong còn có vô số phù ấn quỷ dị. Diệp Huyên im lặng hồi lâu trước trận pháp trước khi rời đi. Trận pháp cổ xưa thế này không phải muốn phá là có thể phá dễ dàng được. Thấy hắn xoay gót đi rồi, hai người Thương Kỳ và Cổ Kính bên trong kiếm võ giới toát ra vẻ nhẹ nhõm trên mặt. Biết Diệp Huyên sẽ đến báo thù nên họ đã khởi động trận pháp từ sớm, cũng may bọn họ đã làm vậy. Bằng không chỉ cần hắn tiến lên. Thương Kỳ bỗng lên tiếng, có động tĩnh gì từ lão tổ chưa? Cổ Kính khẽ đáp, đã rời đi từ một giờ trước. Đi đâu? Nhà họ Hiên Viên. Liên thủ ư. Thương Kỳ thấp giọng nói, hẳn là không chỉ có chúng ta, đúng chứ? Cổ Kính gật đầu, tất nhiên không chỉ có chúng ta. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, lần này... Các thế lực ở đại thế giới huyền hoàng ta sẽ đấu một trận với người đứng sau lưng Diệp Huyên. Rời khỏi kiếm võ giới, Diệp Huyên lại trở về huyền hoàng giới. Hắn bước vào điện huyền hoàng, nhìn huyền hoàng chủ có biết đạo môn không? Đạo môn. Đối phương gật đầu, một ít. Thấy Diệp Huyên lom lom nhìn mình mà không nói, bà ta cất giọng, đó là một thế lực vô cùng thần bí. Đến đây. Bà ta bật cười hỏi hắn, Diệp Vương đến đây để uy hiếp ta hay hỏi ta? Hắn đi đến trước mặt huyền hoàng chủ, bà có tham gia vào việc của muội muội ta đúng không? Đối phương gật đầu, đúng vậy.
Lần sau có âm mưu quỷ kế gì thì trực tiếp đến tìm ta, đừng đánh chủ ý lên con bé nữa, hiểu chưa? Huyền Hoàng chủ nhìn hắn, ngươi càng quan tâm, cô bé sẽ càng gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Đối phương mỉm cười, cô bé là vảy ngược của ngươi, sẽ bị rất nhiều kẻ không thể đánh bại ngươi nhắm vào. Ngươi bảo vệ được cô bé cả đời sao? Bà ta cất bước đi đến trước đại điện, nhẹ giọng tiếp tục, Diệp Vương, ngươi rất mạnh, chỗ dựa của ngươi cũng vậy, nhưng chớ nên xem thường đại thế giới Huyền Hoàng. Ngươi cho là bọn họ chỉ có đăng phong cảnh như nhà họ Hiên Viên ư? Nội tình trong đó sâu không lường được. Diệp Huyên nhìn bà ta, còn Huyền Hoàng giới của bà thì sao? Nội tình trong đó sâu thế nào? Huyền Hoàng chủ xoay lại, Diệp Vương, lợi ích của hai ta không xung đột. Ta không nằm trong những người muốn ngươi chết, cái mạng của ngươi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ta hơn, đơn giản mà nói, chúng ta có thể lợi dụng nhau. Hắn gật đầu, có thể, nhưng vấn đề là bà mang lại giá trị gì cho ta? Huyền Hoàng chủ bật cười, tin tức, nói về mảng này, ở Huyền Hoàng giới, ta là số 2 thì không ai số 1. Diệp Huyên nhìn bà ta thật lâu mới nói, được rồi. Huyền Hoàng chủ bắt đầu lên tiếng, sở dĩ nói đạo môn là một thế lực vô cùng bí ẩn là vì bọn họ không tranh giành cùng thế tục, không khuếch trương với bên ngoài, gần như không có cảm giác ồn tại. Bà ta nhìn hắn, theo như ta biết, thiên tài siêu cấp tiểu thất của thần quốc các ngươi đang ở trong tay họ, đúng chứ? Thấy hắn gật đầu, bà ta tiếp tục, ta không còn tư liệu nào khác về đạo môn cả, nhưng nhắc nhở hữu nghị, chớ tùy tiện chọc vào thế lực này, bọn họ không đơn giản đâu. Diệp Huyên hỏi, ta phải làm gì để tìm được họ? Huyền Hoàng chủ xòe tay, để một đốm sáng màu trắng lơ lửng bay đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn mở tay ra nhưng nó không trực tiếp chui vào đầu. Một chốc sau, hắn rời đi. Huyền Hoàng chủ nhìn theo, lẩm bẩm, người này, đừng nói là đi gây thù với đạo môn đó chứ. Dương lão, rời khỏi Huyền Hoàng giới rồi, Diệp Huyên ngự kiếm về phía tây. Một hồi lâu sau thì dừng lại phía trên một vùng đất hoang tàn không người cư trú, lại còn mang theo không khí nóng hừng hực. Đây là nơi nào? Hắn nhíu mày, một hồi sau thì hóa thành kiếm quang biến mất. Khi xuất hiện lại, một tòa thành bằng đá cách đó hơn trăm trượng đập vào mắt hắn. Trông nó có mấy phần xưa cũ như thuộc về xã hội nguyên thủy vậy. Diệp Huyên đang muốn đi qua đó thì một ông lão đã xuất hiện trước mặt. Hắn không khỏi sửng sốt khi nhận ra đây chính là người đã giúp hắn trở nên mạnh hơn ở vũ trụ hỗn độn. Người quen cũ đây mà. Ông lão quan sát hắn với một tia khiếp sợ trong mắt, thân thể chí cảnh đỉnh cao. Hắn gật đầu, vừa mới đột phá. Đối phương hạ giọng, nhờ máu của cô bé kia sao? Tiền bối cũng biết đến. Ông lão gật đầu, động tĩnh người gây ra quá lớn. Diệp Huyên thấp giọng, tiền bối, muội muội ta. Ông lão bật cười, ta biết ngươi muốn hỏi gì, yên tâm, chúng ta không xuống tay với muội muội ngươi. Vậy là tốt, đạo môn đang nắm tiểu thất trong tay, hơn nữa sự thần bí bao quanh chứng tỏ nó cũng mạnh mẽ vô cùng, vì vậy hắn không muốn trở thành thù địch với họ. Ông lão lên tiếng, nhưng chúng ta biết ai bắt muội muội ngươi đi. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, lão nói, theo ta. Diệp Huyên cất bước đi theo. Nghe lão hỏi, làm sao ngươi có thể tìm đến đây? Huyền Hoàng chủ, bà ta à? Nghe ông lão trầm ngâm, hắn hỏi, thế nào? Bà ta không đơn giản, à không, phải là rất không đơn giản, phải cẩn thận khi tiếp xúc với bà ta. Diệp Huyên gật đầu, trực giác cho hắn biết Huyền Hoàng chủ là một nhân vật nguy hiểm, vì vậy hắn cũng ôm lòng phòng bị với bà ta. Ông lão tiếp lời, ngoài ra, nhà họ Hiên Viên và kiếm võ môn cũng không đơn giản, chớ khinh khi họ. Dường như họ đang mưu tính gì đó. Mưu tính gì ư? Lão gật đầu, cường giả chân chính của họ chưa từng xuất hiện, không phải vì sợ ngươi mà có thể vì họ đang chủ tính. Chủ tính gì? Diệp Huyên cau mày. Ông lão nhìn sang, cô gái váy trắng sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyên im lặng. Nàng ấy là người phương nào ư? Hắn cũng không biết. Ông lão lại hỏi, không thể nói sao. Hắn thấp giọng đáp, ta cũng không biết nàng là người phương nào, nhưng tóm lại là người của ta. Ông lão, thật ra Diệp Huyên cũng rất tò mò thân phận thật sự của cô gái váy trắng, tiếc rằng hắn đã hỏi hai lần mà nàng ấy vẫn không giải đáp. Không lâu sau, khi ông lão đưa Diệp Huyên vào thành,
hắn sững người. Bởi vì trong thành trống hoác quạnh quẽ như một nấm mổ hoang. Diệp Huyên không nhịn được, hỏi tiền bối. Ông lão cười cười, Mạc Vũ, ngươi gọi ta lão Mạc là được. Diệp Huyên gật đầu, lão Mạc, vì sao trong thành lại không có lấy một bóng người? Mạc Vũ đáp, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Lão Mạc đưa hắn đến trước một lối vào trong lòng đất, sau khi đi xuống tầm một khắc đồng hồ, họ dừng lại. Diệp Huyên ngẩn ra. Thành ngầm. Dưới mặt đất là một tòa thành khác. Cư dân trong thành khá nhiều, hơn nữa ai nấy đều sở hữu khí tức vô cùng mạnh mẽ, thể xác cũng không thua kém gì, trong đó còn có mấy người đã luyện thân thể đến thần cảnh. Đạo môn ư, rốt cuộc đây là thế lực kiểu gì thế này? Diệp Huyên không khỏi nhíu mày. Lão Mạc đưa hắn đi đến trước một tòa đại điện trông có vẻ đơn sơ, bên trong đặt một vài bộ xương thú, treo một số tranh vẽ yêu thú mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đúng lúc ấy, một ông lão mặc áo vải xuất hiện. Dáng lão cao gầy, tay cầm quải trượng, trên mặt là một vết thẹo từ kiếm. Lão Mạc khẽ thi lễ với ông lão kia rồi lùi về sau, không quên ném cho Diệp Huyên một ánh mắt. Ông lão áo vải nói với hắn, ngồi đi. Diệp Huyên khẽ khom mình, tiền bối xưng hô thế nào? A bố. Diệp Huyên gật đầu, A bố tiền bối, lần này vãn bối đến đây là để gặp tiểu thất. Đối phương nhìn hắn, người muốn đưa nàng ta trở về. Ngôi vị thần chủ này vốn là của nàng. Nhưng A bố lại lắc đầu, nàng ta tạm thời không thể trở về. Hắn nhíu mày, vì sao? Vì nàng ta còn chuyện phải làm. Ta muốn gặp nàng một lần. A bố lắc đầu, không được. Diệp Huyên cười làm lành, tiền bối à, chỉ một lần thôi cũng không được sao? Không. Diệp Huyên nghe thấy thì gật gù. Sau đó một tòa tháp xuất hiện từ giữa mày hắn. Một luồng uy áp khủng bố ồ ạt tuôn ra từ người hắn, kiếm thiên chu trong tay run lên, sức mạnh khổng lồ ập xuống đầu lão A bố. Kẻ thù hiện nay của hắn đã rất nhiều rồi, hắn không muốn chuốc oán thêm, cũng không muốn gây thù với thế lực như đạo môn. Nhưng không có nghĩa là hắn ngại. Dù sao thì thêm một hai kẻ thù nữa cũng vậy thôi. A bố nhấc mắt lên nhìn hắn, người muốn ra tay sao? Diệp Huyên cười, các hạ à, tiểu thất là bạn của ta muốn gặp nàng một lần thì có vấn đề gì sao? Ánh mắt ông lão đặt lên tòa tháp giữa mày hắn, thì thào, ngũ duy. Nói xong, lão vung tay lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ ập xuống người Diệp Huyên, đánh cho tháp giới ngục bay về trong cơ thể hắn. Không chỉ vậy, hắn còn bị định thân tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Thôi xong, gặp cao thủ rồi. Ông lão này ít nhất còn trên cả đăng phong. Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, ông lão nói, theo ta. Khi lão đứng dậy đi ra, luồng sức mạnh đè trên người Diệp Huyên cũng theo đó biến mất. Hắn đứng lại suy nghĩ một hồi trước khi nhấc chân theo lão. Trên đường, A bố nhẹ giọng nói, tuổi trẻ khí thịnh không phải chuyện xấu, nhưng cũng đừng nên làm quá. Theo ta biết, trong nhà họ Hiên Viên hiện tại, có ít nhất ba người có thể giết ngươi trong chớp mắt. Ba người ư? Diệp Huyên im lặng. A bố tiếp lời, ngươi có thể đang tự hỏi vì sao họ không ra tay. Không phải họ kiêng kỵ ngươi, mà là kiêng kỵ cô gái váy trắng sau lưng ngươi. Giết ngươi thì dễ, nhưng giải quyết cô gái kia lại là một chuyện khác. Chừng nào ngươi còn sống, nàng ta mới còn phải cố kỵ, ngươi chết rồi, nàng ta sẽ không còn gì phải e dè, mà một cường giả như thế một khi làm loạn thì. Ai lại không sợ cơ chứ? Diệp Huyên thấp giọng hỏi, ý tiền bối là sở dĩ họ không giết ta là vì kiêng kỵ người sau lưng ta. A bố cười, cũng không hẳn. Một nguyên nhân khác là vấn đề nảy sinh sau khi giết ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Một khi nhà họ Hiên Viên giết ngươi, họ sẽ phải hứng chịu sự trả thù của người sau lưng ngươi, đó là thứ nhất. Thứ hai, họ phải đối mặt với những thế lực khác đang nhắm đến bảo vật ngũ duy. Vì vậy giành được bảo vật không khó. Giữ được nó mới khó. Diệp Huyên nhìn lão, thái độ của đạo môn là gì? Đạo môn ta không muốn trêu vào ngươi. Hắn hỏi, tại sao? Chẳng lẽ các ngươi không động lòng trước bảo vật? A bố chỉ nhàn nhạt đáp, vì ngươi có quá nhiều chỗ dựa. Diệp Huyên. Bỗng nhiên, A bố dừng lại trước một cánh cửa màu đen cách đó không xa. Bên trong là một vùng đen nhánh, xòe ra không thấy năm ngón tay. Tiểu thất ở trong đó ư?
Ông lão gật đầu, vào đi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một tia kiếm quang bay vụt vào. Vừa vút qua cánh cửa, tầm mắt hắn tối sầm, cảm nhận được không gian bốn bể đang điên cuồng chấn động, khoảng một khắc sau mới khôi phục lại bình thường. Khi mở mắt, Diệp Huyên thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoang vu, trên đầu là bầu trời u ám, bốn phía im lặng như một nấm mồ. Hắn cau mày, tự hỏi đây là nơi nào. Bỗng nhiên hắn biến sắc, xoay người chém ra một kiếm. Choang! Diệp Huyên lùi lại hơn trăm trượng trong chớp mắt. Vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn đã nổ tung, mà nơi xa lại trống rỗng, không có bất kỳ ai hay thứ gì. Đôi mày hắn cau lại trước khi lần nữa biến sắc, rút kiếm chém một đường. Hắn lại phải lui về thêm trăm trượng, mà trước mặt vẫn là một khoảng không trống trơn. Diệp Huyên nheo mắt, đoạn gọi đạo tắc không gian ra. Chỉ một thoáng sau, kiếm của hắn đã bổ về bên phải. Một bóng mờ lui vụt lại trước khi biến mất. Quỷ dị thật. Diệp Huyên nhíu mày, đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn vỡ ra, một cái mồm to như chậu máu sổ tới. Diệp Huyên không do dự nâng kiếm chém xuống. Xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng vật bị xé rách vang lên khi Thiên Chu xuất kiếm. Hắn nhìn thấy một bóng mờ liên tiếp lui lại hơn trăm trượng mới dừng lại, để hắn nhìn rõ dung mạo của nó. Đó là một con yêu thú trông như sói với gương mặt dữ tợn khát máu. Bên mép nó có một đường kiếm sâu hóm, chỉ cần nhích vào một chút là đã có thể bổ mặt nó ra làm đôi. Con yêu thú nhìn Diệp Huyên với đôi mắt tàn độc như sắp xé xác hắn. Hắn chỉ điềm tĩnh siết kiếm Thiên Chu trong tay. Ánh mắt con yêu thú nhìn thanh kiếm có vẻ kiêng kỵ, nó nhe nanh với Diệp Huyên một hồi trước khi biến mất trong một tia sáng đen. Chạy ư? Diệp Huyên ngẩn ra rồi lắc đầu cười cười, cảm thấy con thú này cũng không ngốc cho lắm. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía tiền bối. Mặt đất nơi xa bỗng nhiên chấn động. Thứ gì vậy? Hắn cau mày. Không lâu sau đó, một cái bóng khổng lồ xuất hiện ở cuối chân trời. Lại là một con yêu thú nữa. Nó sở hữu thân hình đồ sộ trông như loài vượn, đôi tay to như hai cây trụ, tốc độ không tính là nhanh nhưng mặt đất đều rung lên bần bật theo mỗi bước đi của nó, đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên siết chặt Thiên Chu trong tay, khi yêu thú còn cách khoảng 10 trượng thì chuẩn bị rút ra. Nào ngờ, một tiếng kiếm minh vọng đến từ chân trời. Con yêu thú dừng lại, nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh trước khi hộc tốc chạy mất, chỉ chớp mắt đã không còn ở trong tầm mắt hắn. Diệp Huyên cũng nhìn về phía chân trời. Đột nhiên, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra khi nó tan đi. Đó chính là người đã lâu không gặp Tiểu Thất. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì bị nàng ta giành trước, đi theo ta. Thấy nàng ta xoay gót rời đi, hắn cũng bước theo sau một thoáng do dự. Tiểu Thất dẫn hắn đi một hồi lâu mà không nói gì, Diệp Huyên cũng không vội rục rã. Bởi hắn biết nàng ta sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Quả nhiên Tiểu Thất khẽ lên tiếng, xin lỗi vì hôm ấy ta không từ mà biệt. Diệp Huyên nhìn sang, cô và đạo môn là có chút quan hệ sâu xa. Nàng ta nhìn hắn, thế lực mang muội muội ngươi đi tên là Thần Điện. Thần Điện ư? Diệp Huyên cau mày, chưa từng nghe tên. Tiểu Thất kể, ngày hôm đó, sau khi hai ta chia tay, bọn chúng đã ra tay với ta. Sao bọn họ lại ghi hận cô? Đến đây, hắn lại nghĩ đến gì đó, vì cô là mệnh số nhân vương. Hắn còn nhớ người này chính là mệnh số nhân vương. Tiểu Thất gật đầu, phải. Thế lực này mạnh mẽ vô cùng, nếu ta ở lại sẽ liên lụy đến toàn bộ vũ trụ hỗn độn. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhưng không ngờ sau khi ta đi rồi, chúng lại theo dõi ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, chúng muốn tìm đến cô thông qua ta. Không chỉ vậy mà còn nhắm đến bảo vật trên người ngươi. Nhưng cũng vì kiêng kỵ cô gái váy trắng kia mà chúng không trực tiếp ra tay với ngươi, ngược lại mượn tay nhà họ Hiên Viên để đối phó. Chúng muốn thăm dò thực lực thật sự của nàng ấy. Diệp Huyên không khỏi thấp giọng hỏi, chúng muốn nhắm vào nàng ấy. Tiểu Thất gật đầu, không chỉ chúng mà rất nhiều thế lực khác cũng đang muốn ra tay với nàng ấy. Đúng lúc đó, ông lão A Bố bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tốt nhất ngươi nên nói với nàng một tiếng, bằng không nàng ta sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Cô gái váy trắng gặp nguy hiểm ư?
Diệp Huyên làm vẻ mặt khó hiểu. Nếu nói người gặp nguy hiểm là hắn thì còn có lý, bởi chênh lệch giữa hắn và những thế lực đứng đầu này lớn như lạch trời, nhưng nếu đang nói đến cô gái váy trắng. Người con gái mạnh đến mức khiến người khác phải tuyệt vọng đó thật sự sẽ gặp nguy hiểm sao? Chỉ có những ai từng giao thủ mới biết nàng ấy đáng sợ đến cỡ nào, mà những người đó đều đã xanh cỏ cả rồi, vì vậy sức mạnh chân chính của nàng ấy đến nay vẫn luôn là bí ẩn. Ai cũng biết nàng ấy rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì không ai biết. Rất nhiều thế lực ở đại thế giới huyền hoàng cũng chỉ có thể suy đoán. A bố cất giọng, nàng ta quả thật rất mạnh, trước mắt ít nhất cũng là bán bộ vị chi. Nhưng đừng nói là bán bộ, ngay cả vị chi cảnh cũng không phải hoàn toàn vô địch, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Vô địch ư? Hắn biết trên đời này không có cái gọi là vô địch chân chính. Nhưng cũng chỉ có thể dùng từ này để hình dung cô gái váy trắng. Đại thần tầng 6 mạnh bao nhiêu? Giải tự tại mạnh thế nào? Vậy mà trước mặt nàng ấy, bọn họ vẫn phải cúi đầu kính nể. A bố lại lên tiếng, cô gái kia rốt cuộc là người phương nào? Ta không biết, tiền bối à, ta thật sự không biết, Diệp Huyên cười khổ. A bố nghe vậy thì khẽ gật, không hỏi nữa. Diệp Huyên quay sang Tiểu Thất, thấp giọng nói, Tiểu Thất, cô trở về làm thần chủ thần quốc lại đi. Tiểu Thất im lặng, ông lão lại lên tiếng, nàng tạm thời không thể ra ngoài. Là vì thần điện kia. A bố gật đầu, nếu đi ra bây giờ, nàng không chỉ không thể giải quyết mối nguy của bắc cảnh các ngươi, ngược lại sẽ còn dẫn đến mối hận của thần điện. Diệp Huyên có chút không biết làm sao, nhưng cũng không thể bắt ta làm hoài chứ. Nếu không phải Tiểu Thất nhờ vả, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi vào chức thần chủ thần quốc này. Trong mắt người khác, ngôi vị này là quyền lực chí cao, nhưng trong mắt hắn, nó chỉ là một cục phiền toái khổng lồ. Tiểu Thất chỉ có thể nhẹ giọng, xin lỗi. Diệp Huyên cười khổ, giữa hai ta không cần phải vậy, chỉ là... ta hiện giờ cũng khó bảo vệ bản thân, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ liên lụy đến cả thần quốc. Các ngươi xem, người muốn ta chết hiện nay không chỉ có vô tộc, nhà họ Hiên Viên mà còn có thần điện, phía sau chắc chắn cũng còn những thế lực ta không biết đến. Ta khổ thật sự đấy. A bố nhìn hắn, nhưng nếu nàng xuất hiện thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, ta biết chứ, tiền bối. Nếu nàng xuất hiện, đạo môn sẽ hỗ trợ nàng, nàng không xuất hiện, các ngươi sẽ không tương trợ ta, đúng chứ? Ông lão im lặng. Hắn nhìn sang Tiểu Thất à, cô là bạn của ta. Nếu cô gặp khó khăn, ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng cô cũng phải đỡ giúp ta một tay đi thôi. Cô xem ta ngày ngày bị đánh thế này, thảm thương thật sự. Tiểu Thất cũng nhìn A bố, hắn thật sự rất khổ. Khóe miệng A bố giật giật, một hồi sau nói, đạo môn ta sẽ cử ra hai danh tướng bán bộ đăng phong cảnh giúp ngươi, thế nào? Bán bộ đăng phong. Diệp Huyên nhảy cẫng lên, tiền bối, bán bộ đăng phong đến làm gì? Đến tìm chết à, ông nhìn xem mấy thế lực kia đi, ai cũng có đăng phong cảnh cả. Với lại ta hiện nay cũng có thể chém chết người ở đăng phong cảnh rồi. Ông phái những người đó tới là ai bảo vệ ai chứ? Ta. A bố cắt ngang, đăng phong cảnh. Cho ngươi một cường giả đăng phong cảnh. Diệp Huyên giơ hai ngón tay lên, ít nhất phải hai người. Ông lão liếc xéo hắn, hai. Ngươi tưởng đăng phong cảnh là cải trắng mọc đầy đường à? Vậy thì trả Tiểu Thất lại cho ta. Khóe mắt A bố giật giật, tên này mà là kiếm tu ư. Nói là một thằng lưu manh còn đúng hơn. Bỗng Tiểu Thất lên tiếng, A bố trưởng lão, hắn cũng không dễ dàng gì. Ông lão thở dài thườn thượt, thôi được rồi, hai cường giả đăng phong cảnh. Nhưng ngươi đừng có mang họ đi đánh nhau khắp trốn, nếu gặp phải người không thể địch lại, họ sẽ lựa chọn rời đi. Diệp Huyên gật đầu lia lịa, được được, ta không dẫn họ đi đánh lung tung đâu. A bố liếc xéo, chắc chứ? Chắc chắn mà, nhưng ông phải bảo bọn họ nghe lời ta. Ta không muốn rước hai ông trời nào về đâu. Ông lão nhìn hắn thêm một hồi rồi quay sang nhìn một nơi gần đó, A Côn, A Tĩnh. Hai người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, khom mình thi lễ với A bố. Lão gật đầu, các ngươi đi theo hắn. Hai người nhìn Diệp Huyên, gật đầu. A bố hỏi, thế đã được chưa? Diệp Huyên nhe răng cười, tiền bối nhìn xem, ta không có trang bị phòng thân nào hết ấy, ta...
Ông lão chỉ lạnh lùng hỏi, việc này liên quan gì đến ta? Diệp Huyên gióng giạc, sao lại không? Ông ngẫm lại mà xem, nếu ta bị đánh lén chết thì tiểu thất sẽ bỏ qua sao? Nàng ấy tất nhiên sẽ báo thù rồi, mà cũng không nỡ bỏ thần quốc nữa, cho nên ta mà chết ấy, thì ông hiểu mà. Nói xong hắn quay sang tiểu thất, cô sẽ báo thù nếu ta bị giết chứ? Nàng ta gật đầu, chắc chắn. A bố! Tiểu thất nhìn lão, A bố trưởng lão, hắn, cũng không dễ dàng gì, ta. Ông lão thấp giọng thở dài, đoạn cong cong ngón tay, một mảnh vải lớn bằng bàn tay xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn ngắm nghía một hồi, hỏi, đây là gì? A bố nói, nhỏ máu lên. Diệp Huyên vội vàng làm theo. Khi một giọt máu đào nhỏ xuống miếng vải, nó bỗng chấn động rồi hóa thành một tia sáng đen chui tọt vào cơ thể hắn. Uỳnh! Một luồng sức mạnh hùng hậu tuôn trào, một lớp vải đen tuyền cũng xuất hiện trên người hắn, trông không được đẹp cho lắm, hình dáng cũng có chút thô kệch. Diệp Huyên có chút muốn chê. A bố bỗng nói, sao? Ngươi xem thường nó. Hắn ngượng ngùng cười cười, tiền bối à, đây là giáp gì vậy? A bố chỉ phất tay phải lên, thanh kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên bỗng xuất hiện trong tay lão, chém xuống một đường. Diệp Huyên bay véo ra ngoài trăm trượng. Sau khi dừng lại, lớp vảy trên người hắn đã in hẳn một đường kiếm sâu hóm, nhưng đồng thời cũng đang khôi phục lại nguyên trạng. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc vô cùng. Giáp này có thể đỡ đòn từ thiên chu, lại còn có thể tự hồi phục, quả nhiên là thứ tốt. Xa xa, A bố nhìn thanh kiếm trong tay với vẻ phức tạp, độ sắc bén của lưỡi kiếm này e rằng còn trên cả thanh thần kiếm nhà Hiên Viên. Ông ta nói xong thì mở tay ra, để thiên chu trở về với Diệp Huyên. Hắn nhận lấy kiếm, A bố lại nói, bộ giáp trên người ngươi tên là thần quy huyền giáp, phẩm cấp đăng phong. Đến hiện giờ ta chỉ mới thấy được ba món thần khí có thể làm tổn thương nó, một trong số đó chính là thanh kiếm trong tay ngươi. Còn hai món kia, Diệp Huyên hỏi. Huyết phủ của Vu tộc và thần kiếm của nhà họ Hiên Viên. Diệp Huyên hạ giọng, thần kiếm đó lợi hại lắm sao? A bố cười, nó là thần kiếm chấn tộc của họ, là thanh kiếm đứng đầu đại thế giới huyền hoàng trước khi thanh kiếm trong tay ngươi xuất hiện. Nhưng kiếm của ngươi hay nó lợi hại hơn thì chỉ có thể so chiêu mới biết. Còn huyết phủ kia, sắc mặt A bố có mấy phần nghiêm trọng, nó là báu vật phu tộc, do máu tạo thành sát khí rất nặng, người thường căn bản không thể sử dụng. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối, vậy báu vật chấn môn của đạo môn lại là gì? Ông lão thoáng cái trưng ra vẻ đề phòng, ngươi hỏi làm chi? Diệp Huyên nhăn nhở, ta hỏi để biết thôi chứ không có ý gì cả. Nào ngờ A bố lạnh nhạt đáp, chuyện này không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên. Lão nhìn bộ giáp trên người Diệp Huyên, nói, giáp này có năng lực hồi phục rất mạnh, chỉ cần kẻ định không hủy diệt hoàn toàn thì vẫn có thể tự lành. Nhưng tất nhiên nếu gặp phải một số vật thần kỳ, như kiếm trong tay ngươi, sở hữu sức mạnh vượt quá khả năng ấy, nó cũng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy ngươi phải cẩn thận với Vu tộc và nhà họ Hiên Viên. Diệp Huyên gật đầu, còn thần điện thì sao? A bố đáp, họ mà nhắm vào ngươi thì ngươi cứ chạy trước đi. Nhưng họ đã chĩa mũi dùi vào ta rồi. Lão lắc đầu, họ vẫn chưa nghiêm túc. Tiểu tử, thế lực này không hề tầm thường, bây giờ họ vẫn chưa dám hoàn toàn nhằm vào ngươi là vì người sau lưng ngươi. Nhưng một khi họ đã điều tra ra thực lực của người đó rồi, e rằng ngươi sẽ không có sức đánh trả khi họ ra tay. Diệp Huyên im lặng. Thần điện, nhà họ Hiên Viên, Vu tộc, và những thế lực bí ẩn khác. Hắn thở dài, tiền bối có biết xem bói không? A bố nhìn hắn, để làm gì? Hắn dài giọng đầy khổ sở, ta muốn nhờ ai tính dùm xem có phải ta vướng phải mệnh thiên sát cô tinh hay không? Chứ tại sao mỗi khi đến đâu đó thì kẻ thù của ta lại càng nhiều hơn, đã vậy lại càng mạnh hơn. A bố! Tiểu thất bỗng lên tiếng, nếu thần điện ra tay với ngươi thì nhớ báo cho ta một tiếng. Diệp Huyên đáp, đó là tất nhiên. Nàng ấy lại nhìn sang A bố, trưởng lão, ta muốn trò chuyện riêng với hắn một chút. Ông lão gật đầu, đoạn cùng hai tên cường giả đứng sau Diệp Huyên biến mất. Tiểu thất dẫn Diệp Huyên đi thêm một đoạn rồi khẽ cất giọng, so tài một chút không? Diệp Huyên cong môi, đang có ý đó. Hắn đã muốn so chiêu cùng tiểu thất từ lâu rồi, không chỉ để xem trình độ nàng đến đâu mà còn đánh giá thực lực hiện nay của mình.
Tiểu Thất xoay lại nhìn hắn. Một khắc sau, cả hai đồng thời rút kiếm. Luận bàn. Diệp Huyên không dùng kiếm thiên chu của hắn, mà là dùng một thanh kiếm bình thường, Tiểu Thất cũng chỉ dùng một thanh kiếm bình thường. Hai người vừa mới rút kiếm ra, hai đạo kiếm đã phát ra âm thanh gắt gao chấn động trời đất. Choang! Một mảnh kiếm quang và kiếm khí bắt đầu bùng nổ trước mặt hai người liên tục lùi nhanh. Trong quá trình hai người lùi lại phía sau, có vô số phi kiếm đột ngột xuất hiện từ tứ phía. Vù vù vù! Xung quanh hai người, kiếm bay tung hoành ngang dọc, hoa cả mắt. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, bỗng có một tàn ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Thất! Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn hơi xoay người, một thanh kiếm xẹt qua giữa lông mày hắn. Đúng lúc này, cổ tay hắn vừa chuyển, kiếm trong tay lập tức cắt ngang, nhưng một kiếm này lại trực tiếp chém vào khoảng không. Tiểu Thất đã ở bên ngoài cách mấy trượng. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, mà lúc này, một mũi kiếm đã chạm đến trán của hắn. Một kiếm này thật sự là nhanh như chớp. Trong nháy mắt khi mũi kiếm chạm vào da thịt của Diệp Huyên, đột nhiên Diệp Huyên giống như ma quỷ xuất hiện phía sau Tiểu Thất, cùng lúc đó, một nhát kiếm đã đâm thẳng vào gáy của Tiểu Thất. Mà một kiếm này, nhanh như chớp nháy. Vụt! Kiếm của Diệp Huyên đâm vào không khí, người Tiểu Thất đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Huyên nhíu mày, hắn lập tức xoay người chặn một kiếm. Xoạt! Chớp mắt Diệp Huyên đã lùi xa trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, thanh kiếm đó đã chạm tới cổ họng. Lần này Diệp Huyên không hề né tránh, trực tiếp dùng tay trái nắm lấy thanh kiếm trước mặt, tay phải của Tiểu Thất nhẹ nhàng xoay tròn. Vù vù! Máu tươi trên tay trái Diệp Huyên bắn tung, mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên cũng đâm thẳng ra ngoài. Vùn vụt! Hai luồng âm thanh như xé gió vang lên từ trong sân. Ngay sau đó, Tiểu Thất đã bị đánh bay ra ngoài 10 trượng. Trong lòng bàn tay trái của Diệp Huyên có một vết chém vô cùng sâu, giữa trán hắn cũng có. Mà trên cổ của Tiểu Thất đang đứng cách đó không xa có một vết đỏ. Chỉ có một vết đỏ. Lấy mạng đổi mạng. Ở một góc tối nào đó, A Bố nhẹ giọng nói, tên tiểu tử này quả là một người tàn độc. Lão Mạc ở bên cạnh lão cũng thấp giọng nói về trình độ kiếm đạo, bệ hạ còn cao hơn một bậc. A Bố gật đầu, bệ hạ cao hơn một bậc, có điều hai bên giao đấu, không chỉ đơn giản là so sánh thực lực cá nhân mà còn phải xem ai tàn nhẫn hơn, về phương diện này, bệ hạ chính là thua một bậc. Lão Mạc khẽ nói, bệ hạ còn trẻ. A Bố cười nói, thiếu niên kia cũng không có lớn lắm. Nói xong, lão nhìn Diệp Huyên ở phía xa và nhẹ giọng nói, trên đời này, thường chỉ có những người tàn nhẫn mới có thể sống sót. Đằng xa, Tiểu Thất và Diệp Huyên lại biến mất. Kiếm quang đan xen. Có thể nói trận chiến của hai người vô cùng đặc sắc, bất kể kỹ xảo chiến đấu nào, vẫn là nói trình độ kiếm kỹ của hai người thật sự thuộc vào hàng đỉnh cao nhất trên thế giới. Ngay thời khắc này, Diệp Huyên lại cảm nhận được loại cảm giác liều mạng chiến đấu với đối phương khi còn ở Thanh Thành. Thật sự là không có một chút sai sót nào. Đặc biệt khi giao đấu với Tiểu Thất, chỉ cần có sơ hở đều sẽ trở thành chí mạng. Nói một cách đơn giản chính là đau tim. Mà Tiểu Thất cũng cảm nhận được áp lực khi giao đấu với Diệp Huyên. Điều khiến nàng ta đau đầu nhất chính là đấu pháp như thể chơi đùa với sinh mệnh của Diệp Huyên. Có rất nhiều lúc rõ ràng hắn có thể đỡ chiêu, thậm chí hắn còn không né, chính là muốn ngươi đâm ta một kiếm, ta đâm lại ngươi một kiếm. Cách chiến đấu này khiến nàng ta cảm thấy thực sự đau đầu. Lúc này, A Bố ở đằng xa khẽ lên tiếng nói, dừng lại đi. Âm thanh vừa rơi xuống, Tiểu Thất và Diệp Huyên ở phía ngoài lập tức dừng lại. A Bố liếc nhìn hai người, nhẹ giọng nói, hai người không phân được thắng bại, chỉ có thể phân sống chết. Không thể phân thắng bại, chỉ có thể phân sống chết. Bất kể là Diệp Huyên hay Tiểu Thất, hai người đều chưa dùng tới thực lực chân chính, nếu chưa động tới phong độ thật thì không thể phân thắng bại, còn một khi đã động đến phong độ thật thì nhất định phải là phân sống chết. Diệp Huyên thu hồi kiếm, nhìn về phía Tiểu Thất, cười nói, lần sau lại giao đấu. Tiểu Thất gật đầu, lần sau. Diệp Huyên giống như nghĩ đến gì đó. Hắn nhìn về phía A Bố tiền bối, đây là đâu? A Bố nói, đây là một nơi tập luyện của đạo môn chúng ta. Nơi tập luyện? Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, cô tu luyện ở đây sao? Tiểu Thất gật đầu.
Diệp Huyên thấp giọng nói, A bố tiền bối, ta có thể đến đây tu luyện không? A bố nhàn nhạt nói, có thể, nhưng người không thể cầm theo thanh kiếm này. Thiên Chu, nếu Diệp Huyên mang theo thanh kiếm này đến, sẽ không phải là tu luyện mà là đến để tàn sát. Rất ít yêu thú có thể chống đỡ nổi thanh kiếm trong tay hắn. Diệp Huyên nói, tất nhiên rồi. Lúc bình thường hắn cũng không có đem theo kiếm Thiên Chu. Thanh kiếm này quả thực có chút nghịch thiên. Cũng chỉ khi muốn giết người hắn mới mang theo nó. Diệp Huyên nói, tiểu thất, A bố tiền bối, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Tiểu thất gật đầu, hãy cẩn thận. Diệp Huyên cười nói, người cũng vậy. A bố nói, cẩn thận thần điện. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn chắp tay ôm quyền chào hai người, sau đó xoay người biến mất. Tiểu thất đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Diệp Huyên rời đi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. A bố khẽ nói, ta biết bệ hạ muốn giúp hắn, nhưng bây giờ không phải lúc cần, bệ hạ rất quan trọng, nếu ngài ra tay, thần điện sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào để giết ngài. Mà hiện tại chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với thần điện. Tiểu thất chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần điện sao? Nói xong, nàng ta đột nhiên xoay người rời đi. Giữa sân, sau khi A bố trầm mặc một hồi mới lên tiếng hồi, gần đây thần điện đang làm gì? Bên cạnh lão vang lên âm thanh trả lời, đang tìm hiểu tin tức về cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng? A bố nhẹ giọng nói, người của chúng ta có tra ra được thông tin gì liên quan tới nàng ấy không? Âm thanh kia tiếp tục vang lên, vẫn chưa, mỗi lần nàng ấy xuất hiện thì đều có liên quan đến Diệp Huyên, sợ rằng chỉ có hắn mới biết được thân phận thực sự của nàng ấy. A bố trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, âm thanh kia lại nói, theo như ta điều tra hình như bọn họ đã có dấu hiệu cấu kết với nhau. Cấu kết? A bố híp mắt lại, xem ra bọn họ muốn ra tay với cô gái váy trắng kia. Nói đến đây, lão nhìn về phía xa, khẽ nói, cô gái kia mà chết, sợ là Diệp Huyên cũng sẽ. Sau khi Diệp Huyên rời đi, hắn liền trở về Bắc Cảnh. Bắc Cảnh hiện giờ đang chậm rãi khôi phục sự phồn vinh trước đây dưới sự cai quản của Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Hiện giờ, người Bắc Cảnh cũng dần quy thuận vì cách thức trị quốc của thần quốc kia còn tốt hơn nhiều so với đại thế giới huyền hoàng. Từ khi các thế lực của vũ trụ hỗn độn không chiếm đoạt tài nguyên của Bắc Cảnh, mà ngược lại, để chiêu mộ nhân tài, các thế lực lớn đã đưa ra nhất nhiều phúc lợi để trao đổi. Ban đầu người Bắc Cảnh vẫn còn đề phòng thần quốc, nhưng sau đó, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ thần quốc, đương nhiên cũng ủng hộ Diệp Huyên. Bởi vì cho tới thời điểm này, Diệp Huyên chưa từng chiếm đoạt bất cứ thứ gì của người Bắc Cảnh. Trong đại điện, Diệp Huyên triệu tập Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Diệp Huyên vung tay phải lên, ba bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyên nói, đây là đan thần cảnh, có thể giúp thăng cấp lên thần cảnh. Hai cô cầm lấy mà chia nhau. Đan thần cảnh. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn qua chiếc bình bạch ngọc trong tay, nàng ấy do dự một lát sau đó nói, nó quá quý. Có thể nói là đan dược này quá mức quý giá. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, một mình ta có thực lực lớn mạnh cũng không có ích gì, chúng ta cần là toàn bộ Bắc Cảnh đều có thực lực như vậy. Bắc Cảnh. Hiện tại hắn không chỉ có một mình, có thể nói là mang theo gánh nặng gia đình nữa, một người mạnh thôi thì chẳng có ích gì, tổng thể phải lớn mạnh thì mới nên chuyện. Hiện tại sức mạnh tổng thể của Bắc Cảnh so với nhà Hiên Viên chênh lệch không nhỏ, nhưng may mà vẫn ổn, những người đứng đầu của Bắc Cảnh, chẳng hạn như Mục Nam Chi và một số người khác đều là thiên tài trong thiên tài. Chỉ cần cho bọn họ đủ cơ hội, những người này hoàn toàn có thể trở thành cường giả đứng đầu. Ngoại trừ lần đó, An Lan Tú và một vài thiên tài của thần quốc, ví dụ như đám người Nguyên Nhất đều vô cùng yêu nghiệt. Thứ bọn họ thiếu không phải thiên phú, mà là tài nguyên. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên gật đầu, sau đó xoay người lui ra. Diệp Huyên nhìn về phía Khương Cửu, láng giềng chung quanh động tĩnh gì không? Khương Cửu lắc đầu, không có động tĩnh gì, không chỉ có bọn họ mà ngay cả nhà Hiên Viên và Kiếm Võ Môn cũng không có chút động tĩnh nào. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, bọn họ sẽ không bỏ qua, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi có liên lạc được với cô gái váy trắng không? Cô gái váy trắng? Diệp Huyên lắc đầu, hắn cũng không liên lạc được. Thấy thế,
Khương Cửu khẽ thở dài, hiển nhiên là nàng ấy đang lo lắng. Bởi vì bất kể là nhà Hiên Viên hay kiếm võ môn, tất cả đều nhắm vào Diệp Huyên, mà thực lực của những thế lực cổ xưa này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiện tại yên bình bao nhiêu, ngày sau ắt điên cuồng bấy nhiêu. Diệp Huyên cười nói, đừng quá lo lắng, bất luận phát sinh chuyện gì đi nữa, trước mắt ta vẫn phải đương đầu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Diệp Huyên đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời xa xa, tay phải hắn siết chặt kiếm Thiên Chu bên hông, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, có một bàn tay đặt lên tay của Diệp Huyên. Là tay của Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, nhẹ nhàng nói, mặc kệ sau này có ra sao, chúng ta cùng ngươi gánh vác. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng nói chuyện thì đúng lúc này, một người áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên giống như ma quỷ. Diệp Vương, bệ hạ kêu ngươi chuẩn bị tâm lý. Bệ hạ, Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyên cười nói, sao nào? Người áo đen không nói gì thêm, yên lặng rời đi, đê. Diệp Huyên trầm mặc. Khương Cửu nắm chặt tay Diệp Huyên. Đúng lúc này, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Giang Thành. Mọi người bên trong Thiên Giang Thành đều kinh hãi. Mọi người thi nhau ngẩng đầu. Trên bầu trời Thiên Giang Thành, một lão già khoác trên mình bộ y phục màu đen, trên ngực thêu hoa văn hình một con rồng đen. Một luồng uy áp như thủy triều tuôn ra từ trên thân ông già kia, nhất thời, tất cả người trong Thiên Giang Thành đều cảm thấy khó thở. Ông già kia đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của lão ta dừng lại trên người Diệp Huyên đang đứng ở cửa đại điện. Lão già nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, ba ngày sau, hẹn ngươi ở đỉnh Nhai Sơn, nếu ngươi không đến, vậy thì khai chiến ở Bắc Cảnh, còn nếu ngươi đến, dù ngươi đã chết thì ta cũng sẽ không tàn sát dân Bắc Cảnh, càng không giết hại bất kỳ kẻ nào bên cạnh ngươi. Giọng nói vừa dứt, người này nhanh chóng hóa thành một tia sáng màu đen rồi biến mất. Trong thành vô số người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyên. Đỉnh Nhai Sơn. Ở của đại điện, Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, nói, đừng đi. Sau khi Diệp Huyên trầm mặc một rồi cười nói, nếu ta không đi, Bắc Cảnh sẽ thế nào, các ngươi sẽ ra sao? Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời xa xa, đây là âm mưu của bọn họ, ta không thể không đi. Đỉnh Nhai Sơn. Diệp Huyên ngồi bên trong đại điện, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Thượng Quan Tiên Nhi nói, đỉnh Nhai Sơn này nằm ở cực nam, núi này cao đến vạn trượng, đứng trên đỉnh núi giống như đặt mình trong tinh không. Mà ở đó đã từng có một tông môn siêu cấp, tên là Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyên lập tức ngây người. Kiếm Tông. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi. Thượng Quan Tiên Nhi định nói thì Diệp Huyên đã vội lên tiếng, Kiếm Tông. Cô chắc chắn. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, sao vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, đại thế giới huyền hoàng của chúng ta cũng có Kiếm Tông, cô không phải không biết chứ? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết, nhưng có thể chỉ là trùng tên mà thôi. Trùng tên. Diệp Huyên lại lắc đầu. Tông môn Kiếm Tông này thì hắn đã gặp vài cái rồi. Nhưng chắc chắn giữa những tông môn đó chắc chắn có liên quan gì đó. Kiếm Thiên Chu chính là đoạt được từ một trong những kiếm tông đó. Diệp Huyên trầm giọng, nói một chút về kiếm tông này xem. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, kiếm tông này xuất hiện cũng khá sớm, khi đó còn chưa có Hiên Viên tộc và Vu tộc, sau khi kiếm tông biến mất thì mới xuất hiện thế lực Hiên Viên tộc và Vu tộc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, kiếm tông này còn có trước cả bọn họ. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, đúng vậy, Kiếm Tông này là một thế lực cổ xưa, còn tại sao bọn họ biến mất thì không cách nào biết được, nhưng nghe nói là năm đó, Thanh Thần Kiếm kia là do nhà Hiên Viên đoạt được từ Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyên thấp giọng nói, lần này, trong những thế lực muốn đối phó ta nhất định có nhà Hiên Viên này. Mà bọn họ chọn địa điểm ở trên đỉnh Nhai Sơn này, chắc chắn là có nguyên do của nó. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, chắc chắn là có nguyên do, nhưng chúng ta cũng không điều tra được gì. Rốt cuộc có bao nhiêu người ra tay, có những ai, chúng ta. Diệp Huyên cười nói, không trách các người, chúng ta vừa mới đến nơi này, căn cơ còn yếu, không thể nào so sánh với những thế lực lâu đời này. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta sẽ cố gắng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta đến Huyền Hoàng giới một chuyến. Người phụ nữ kia có lẽ biết được nhiều hơn.
Nói rồi hắn nhìn hai cô gái, Bắc Cảnh giao lại cho các cô. Nói xong hắn lập tức biến mất. Thượng quan Tiên Nhi ở chỗ cũng nhẹ giọng nói, cửu cô nương, ta có hơi lo lắng. Khương Cửu trầm mặc, nàng ấy cũng có chút lo lắng. Lần này, Diệp Huyên còn có thể cố gắng chống đỡ được không? Sau khi rời khỏi Bắc Cảnh, Diệp Huyên trực tiếp đi đến Huyền Hoàng giới. Ở cửa điện Huyền Hoàng, Lão Dương đứng chắn trước mặt Diệp Huyên, Diệp Vương, tạm thời bệ hạ không gặp khách, xin thứ lỗi. Diệp Huyên liếc nhìn bên trong đại điện, khi nào thì bà ta có thể gặp khách? Lão Dương nói, 3 ngày sau. Diệp Huyên nhìn Lão Dương, 3 ngày sau. Lão Dương gật đầu. Diệp Huyên cười nói, đây là cố ý tránh ta sao? Lão Dương không nói gì. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không cần cưỡng ép, xin cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà ngay lúc này, đột nhiên một âm thanh từ trong đại điện truyền đến, Diệp công tử. Âm thanh của Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyên quay người, lúc này Huyền Hoàng chủ đã đi ra, bà ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, lần này Diệp công tử đến đây là vì chuyện của đỉnh Nhai Sơn à. Diệp Huyên gật đầu, ta muốn thỉnh giáo Huyền Hoàng chủ. Huyền Hoàng chủ trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, không thể nói sao. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, lần này e là bọn họ quyết tâm phải đạt cho bằng được. Quyết tâm đạt được. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta muốn biết có những bên nào. Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, nhà Hiên Viên, Phu Tộc, Thiên Môn, Kiếm Võ Môn. 4 bên này đều đã biết. Đã biết. Diệp Huyên cười nói, vậy chưa biết thì sao? Huyền Hoàng chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên lại hỏi, bọn họ đối phó ta hay là đối phó với cô gái váy trắng? Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, có khác biệt gì sao? Bọn họ đối phó người có nghĩa là bọn họ có cách đối phó cô gái váy trắng. Diệp Huyên im lặng. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, thật ra, người có thể trốn. Trốn. Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ, cười nói, trốn thế nào? Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi trốn, ta tin rằng cho dù là bọn họ thì e cũng khó mà tìm được ngươi dễ dàng. Chẳng qua là, ngươi phải từ bỏ toàn bộ người của Bắc Cảnh. Từ bỏ toàn bộ người Bắc Cảnh. Diệp Huyên lắc đầu cười, còn có cách nào khác không? Huyền Hoàng chủ cười nói, ngươi còn sống mới có vô tận khả năng. Diệp công tử kỳ tài ngút trời. Nếu sống sót thêm vài chục năm thì ngươi của khi đó sẽ là kẻ vô địch trong đại thế giới Huyền Hoàng này, thậm chí là ở không gian rộng hơn, sao cứ nhất thiết phải liều chết với bọn họ lúc này? Diệp Huyên giang tay cười nói, thật ra, ta cũng rất muốn bỏ trốn, nhưng, nếu như ta trốn thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho Bắc Cảnh sao? Huyền Hoàng chủ cười nhẹ, đều là những người không quan trọng, sao lại quan tâm đến vậy? Diệp Huyên nhìn Huyền Hoàng chủ. Bọn họ là bạn bè của ta, là người đi theo ta. Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó bà ta khẽ gật đầu, vậy chúc Diệp công tử may mắn, không đúng, nên nói là hy vọng người sau lưng Diệp công tử đủ lớn mạnh. Nói xong, bà ta quay người rời đi, nhưng rất nhanh bà ta lại dừng lại, Diệp công tử, đỉnh Nhai Sơn này là nơi tổ sư nhà Hiên Viên ngộ đạo năm đó, thần kiếm của nhà Hiên Viên ở đó, bọn họ chọn nơi này làm chiến trường. Nhất định có thâm ý, Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở. N Huệ này ta đã ghi nhớ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, Lão Dương nhẹ giọng nói, bệ hạ, hắn có bao nhiêu phần thắng? Huyền Hoàng chủ nói, nếu là một mình hắn thì 1 phần cũng không có. Lão Dương hỏi, nếu là thêm cô gái váy trắng kia thì sao? Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, nếu cô gái kia là vị chi cảnh thì có lẽ còn có cơ hội sống sót, mà nếu chưa đạt đến vị chi cảnh, nàng ta nhất định sẽ chết. Nghe vậy, vẻ mặt Lão Dương có phần nặng nề, tại sao? Sắc mặt Huyền Hoàng chủ dần nghiêm trọng, đỉnh Nhai Sơn, nơi đó, không đơn giản. Lão Dương muốn hỏi gì đó những Huyền Hoàng chủ đã đi vào trong đại điện. Lão Dương trầm mặc. Trong đại điện. Huyền Hoàng chủ đi đến trước một bức tranh người đàn ông trung niên, người đàn trung niên trong bức tranh mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng, tầm mắt nhìn về phía trước. Là người sáng lập ra Huyền Hoàng giới, Lý Huyền Y. Cái tên này đã từng là cả một thời đại. Ở thời đại đó, người này đã trấn áp các thế lực lớn của đại thế giới Huyền Hoàng,
dùng thực lực của bản thân mình sáng lập ra huyền hoàng giới. Đó là lúc huy hoàng nhất của huyền hoàng giới. Mà bây giờ, huyền hoàng giới gần như sắp bị người đời lãng quên. Danh xưng huyền hoàng chủ này, thật sự là nực cười. Bởi vì người bên ngoài căn bản không hề thừa nhận. Mà sở dĩ huyền hoàng giới còn tồn tại đến bây giờ chính là nhờ người trong bức tranh trước mặt này. Mặc dù Lý Huyền Y đã biến mất nhiều năm, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám xem thường ông ta. Bởi vì năm đó ông ta được cho là người có nhiều khả năng vượt qua vị chi cảnh nhất. Kiểu người này, nếu còn lưu lại hồn phách ở huyền hoàng giới. Ai muốn tiêu diệt huyền hoàng giới thì sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của đối phương. Khi huyền hoàng giới yếu thế thì đã chủ động buông bỏ quyền kiểm soát những khu vực nằm ngoài, vì thế cũng không có thế lực nào đến ép họ đến đường cùng. Ai cũng đều e ngại Lý Huyền Y này. Huyền hoàng chủ nhìn bức tranh trước mặt một lúc lâu, đột nhiên bà ta khẽ cười, tổ tiên, huyền hoàng giới sẽ không sụp đổ, nhất định không. Vừa dứt lời, bà ta đến trước bức tranh, mở lòng bàn tay, có một thanh phi đao nằm trong tay bà ta. Phi đao bị thiếu một góc. Huyền hoàng chủ nhìn phi đao trong tay, mỉm cười, người đời đều nói thần kiếm hiên viên tộc sắc bén đứng đầu, thật ra có ai biết được thần khí sắc bén nhất đại thế giới huyền hoàng này là ngươi chứ? Nói đến đây, bà ta như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt tươi cười dần biến mất, bây giờ ngươi đã gặp được đối thủ rồi. Thanh kiếm sắc bén kia chắc cũng không thua kém ngươi đâu. Ngay lúc này, thanh phi đao kia đột nhiên khẽ rung động, một luồng đao mang từ trên lưỡi đao chợt lóe lên. Huyền hoàng chủ cười nói, ngày nào đó để cho các ngươi giao lưu lẫn nhau một chút nhé. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên về đến Bắc Cảnh thì hắn tự nhốt mình trong phòng. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hắn là ba thanh kiếm cấp bậc thần cảnh. Tiến lên đạo cảnh, Diệp Huyên cầm một thanh kiếm thần cảnh lên đâm vào bụng mình. Bù! Một luồng năng lực tinh khiết lập tức tỏa ra bên trong cơ thể hắn, ngay sau đó, cả cơ thể Diệp Huyên bắt đầu run rẩy. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ bắt đầu dao động kịch liệt từ trong cơ thể Diệp Huyên, không gian xung quanh dậy lên từng cơn sóng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Lần này, Diệp Huyên gia tăng tốc độ hấp thụ, bởi vì hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hiện tại hắn là tạo hóa cảnh, hắn bắt buộc phải đạt đến đạo cảnh. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, đối với thực lực hiện tại của hắn mà nói thì đều có sự cải thiện vô cùng lớn. Mà lần này đi đỉnh Nhai Sơn, nếu cô gái váy trắng xuất hiện thì còn ổn, nhưng nếu đối phương không xuất hiện thì hắn thật sự phải dựa vào bản thân thôi. Hắn không thể đặt hy vọng vào cô gái váy trắng. Bởi vì hắn cũng không nắm chắc 100% rằng cô gái váy trắng sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đến ngày thứ hai. Hắn đã hấp thụ hết ba thanh thần kiếm. Nếu không phải thể xác hắn đủ rắn giỏi thì có thể hắn đã khiến bản thân mình chết rồi. Bởi vì năng lượng của ba thanh thần kiếm kia quả thực rất mạnh. Hấp thu điên cuồng. Đêm khuya ngày thứ hai, đột nhiên Diệp Huyên đứng dậy. Hắn vừa đứng lên thì một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động cuộn trào. Hắn mở bừng hai mắt, trong ánh mắt chợt lóe hai luồng kiếm quang. Mà lúc này, trong miệng hắn có dòng máu chậm rãi chảy ra. Diệp Huyên lau vết máu nơi khóe miệng, cười khổ. Lần này, mặc dù hắn miễn cưỡng tiến lên đến đạo cảnh, nhưng lại quá vội. Sự vội vã này khiến ngũ tạng phế phổi hắn chịu không ít tổn thương. Nhưng mà vẫn may, hắn là thân xác thần cảnh, tổn thương này cũng không quá nghiêm trọng. Nếu không phải thân xác đủ rắn giỏi thì vừa nãy hắn liều như vậy, e là thật sự đã khiến bản thân liều đến chết. Tạm ngưng suy nghĩ, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Lúc này đã là đêm khuya. Trong trời đêm, một vầng trăng sáng treo nơi đó. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó hóa thành một tia kiếm quang phóng về phía chân trời, nhưng ngay sau đó hắn đã dừng lại. Trước mặt hắn không xa, có ba người đang đứng. An Lan Tú, Mạc Tà, cùng với Liên Vạn Lý vác theo đao kia. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, phải dẫn chúng ta theo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sẽ chết đấy. Mạc Tà nói, chúng ta là bạn bè. Nói rồi hắn ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta liều mạng cùng huynh. Bạn bè. Cái gì mới gọi là bạn bè thực sự? Đó là khi ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất,
khó khăn nhất thì đối phương sẽ đứng ra. Hoạn nạn mới biết lòng người. Nhìn thấy ba người Mạc Tà trước mặt, Diệp Huyên bỗng nở nụ cười. Trên con đường phía trước, hắn không hề cô độc. Cuộc đời Diệp Huyên hắn có vô số kẻ thù, nhưng cũng có Hồng Nhan huynh đệ của chính mình. Diệp Huyên nhìn ba người trước mắt, cười nói, ta đi là được rồi. Mạc Tà lắc đầu, ta có thể trợ giúp huynh. Lời nói vừa dứt, hắn ta đã xòe bàn tay, một sức mạnh cường đại chấn động chui ra từ bên trong. Thần cảnh. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Mạc Tà đã đạt tới thần cảnh. Giống như nghĩ ra điều gì, hắn vội vàng nhìn về phía An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Hai người bọn họ cũng đều đạt tới thần cảnh. Thần cảnh. Giống như hiểu được suy nghĩ của Diệp Huyên, bỗng Liên Vạn Lý đang đứng một bên lên tiếng, đan thần cảnh. Đan thần cảnh. Diệp Huyên hiểu ra rồi. Thiên phú của ba người trước mắt này tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí còn cao hơn hắn, mà thứ bọn họ thiếu chính là cơ hội và tài nguyên. Có nhiều lúc Diệp Huyên đã nghĩ, nếu như tháp giới ngục ở trên người ba bọn họ, có lẽ bọn họ so với hắn càng thêm xuất sắc hơn. Trên thế giới này có rất nhiều người, không những xuất sắc mà còn vô cùng cố gắng. Thế nhưng trên đời này, có đôi lúc chỉ cố gắng thôi thì vẫn chưa đủ. 9 phần cố gắng, 1 phần là cơ hội. Mà nếu không có 1 phần cơ hội kia, thêm nhiều cố gắng nữa cũng vô ích mà thôi. Cố gắng. Diệp Huyên siết chặt kiếm trong tay, người xuất sắc trên thế giới này có vô số. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía ba người trước mặt, việc này để mình ta đi thôi. Hắn hiểu rõ bản thân mình phải đối diện với những gì. Thực lực của ba người trước mặt rất mạnh, tuy rằng đều chỉ là thần cảnh, nhưng họ có thể đánh ngang tay với bán bộ đăng phong. Tuy nhiên, kẻ thù mà hắn phải đối mặt lúc này chắc chắn không phải là bán bộ đăng phong cảnh, mà là đăng phong cảnh chân chính, thậm chí trên cả đăng phong cảnh. Nếu ba người Mạc Tà đi theo thì sẽ chỉ là hy sinh uổng phí. Mạc Tà lắc đầu, chúng ta đã quyết rồi, không cần nhiều lời nữa. Diệp Huyên lắc đầu, không có ý nghĩa gì đâu. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, đối với chúng ta thì có đấy. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên và nói, cùng nhau đối mặt. Liên Vạn Lý đứng một bên thấy vậy cũng khẽ gật đầu, không thể chuyện gì cũng để mình ngươi gánh vác được. Diệp Huyên đang định nói gì đó, lúc này, Mạc Tà bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa, một luồng sáng màu bạc đang dần nhô lên phía cuối chân trời, trời sáng rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn ba người trước mặt, thật sự muốn đi cùng nhau sao? Liên Vạn Lý bất mãn nói, có thể bớt làm nhảm đi được không? Đi thôi. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, bốn người cùng nhau biến mất phía cuối chân trời. Sau khi bốn người rời đi, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu cũng tới. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ trở về đúng không? Khương Cửu gật đầu, đúng, nhất định sẽ trở về. Ở phía chân trời xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm bước đi, bên cạnh hắn là ba người Mạc Tà. Hai mắt khép hờ, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Tay phải Mạc Tà nắm chặt đặt trước ngực, tay phải hắn ta cầm một quyển sách cổ, đang xem với một niềm thích thú. Lúc này, Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyên, biết đối thủ là ai không? Diệp Huyên nói, nhà Hiên Viên, phụ tộc, kiếm võ môn, còn có thiên môn gì đó. Đây đều là đã biết, còn những kẻ mà ta chưa biết nữa. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, còn cả những kẻ mà ngươi chưa biết sao? Diệp Huyên gật đầu. Liên Vạn Lý lại hỏi, có mấy phần thắng? Diệp Huyên nói, không biết. Liên Vạn Lý gật đầu, không hỏi gì thêm. Lúc này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói, không quan tâm được nhiều như vậy, cứ tùy cơ ứng phó đi. Mạc Tà mỉm cười, cũng đúng, chúng ta không còn đường lui nữa, chiến đấu thôi. Diệp Huyên cười ha hả, quyết đấu với bạn chúng một trận. Lời nói vừa dứt, bốn người gia tăng tốc độ. Thế giới Huyền Hoàng chủ đang ngồi trên thềm đá trước điện Huyền Hoàng, trước mặt bà ta có một người áo đen đang quỳ dưới đất. Huyền Hoàng chủ lạnh nhạt nói, chỉ có bốn người bọn họ. Người áo đen gật đầu, chỉ có bốn người. Sau khi Huyền Hoàng chủ trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói, chắc chắn.
Người áo đen nói, thuộc hạ chắc chắn. Huyền Hoàng chủ mỉm cười, thật thú vị. Nói xong, bà ta dường nghĩ ra điều gì, lại hỏi, đạo môn có động tĩnh gì không? Người áo đen lắc đầu, cái này thuộc hạ không biết, người của chúng ta căn bản không thể thâm nhập đạo môn. Huyền Hoàng chủ đứng dậy, đi thôi, đi xem lần này nên kết thúc thế nào. Nói xong, bà ta đi về phía đằng xa. Mà phía sau bà ta đột nhiên xuất hiện thêm 5 người áo đen. 5 người đều là cường giả đăng phong cảnh. Trên đường, có người hỏi, bệ hạ muốn ra tay sao? Huyền Hoàng chủ mỉm cười, xem tình hình thế nào đã. M Thanh kia trầm trầm nói, chuyện lần này không đơn giản vậy đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ khẽ nói, mong rằng bọn họ sẽ tàn nhẫn hơn một chút. Đạo môn. A Bố đứng trên tường thành phóng tầm mắt về phía chân trời xa. Ở bên cạnh lão là lão Mạc kia. Lão Mạc thấp giọng nói, mấy nhà kia thực sự muốn sống chết với Diệp Huyên sao? A Bố cười nói, nếu không thì sao? Bảo vật kia, đừng nói là bọn họ, cho dù là chúng ta cũng sẽ động tâm. Lão Mạc nhìn A Bố, trưởng lão. A Bố khẽ cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không ra tay với hắn. Nghiêm khắc mà nói, hắn cùng một hội với chúng ta. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cần thời gian, mà hắn vừa hay có thể giúp chúng ta tranh thủ thêm một ít thời gian. Lão Mạc trầm giọng nói, hắn có mấy phần chiến thắng. A Bố lắc đầu, này phải xem thực lực của cô gái váy trắng kia, nếu thực lực của người này mạnh, hắn còn có một cơ hội sống. Cô gái váy trắng. Vẻ mặt Lão Mạc có chút phức tạp, cô gái này thật thần bí. A Bố gật đầu, đúng vậy. Có điều, nếu lần này nàng ấy hiện thân, chúng ta sẽ biết được thực lực chân chính của nàng ấy. Nói xong, lão ngẩng đầu về phía chân trời, đi thôi, đi xem hôm nay kết cục thế nào. A Bố trực tiếp biến mất. Lão Mạc cũng biến mất theo. Kiếm võ môn, kiếm võ điện. Kiếm võ điện là nơi thiêng liêng nhất kiếm võ môn, bởi vì đây là nơi năm xưa tổ sư của kiếm võ môn đã ở lại. Đại điện rất lớn, trong cả đại điện chỉ có một pho tượng. Là một cô gái áo bào trắng, bên hông có đeo một bình rượu hồ lô, khí khái vô cùng. Người này chính là tổ sư của kiếm võ môn. Người mà năm xưa vô địch thiên hạ ở đại thế giới huyền hoàng. Quyền kiếm vô song. Có điều, người bình thường chỉ nhìn thấy nàng ta tung quyền, rất ít người có thể nhìn thấy nàng ta xuất kiếm. Vì thế trình độ kiếm đạo của nàng ta vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng, nắm đấm của nàng ta cũng đã đủ xưng bá thời đó rồi. Lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra, một lão già đi tới. Lão già mặc một bộ trường bào màu đen, đầu tóc bạc phơ, thoạt nhìn có chút già nua, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, sắc bén như đao. Người này chính là môn chủ đời trước của kiếm võ môn Trần Biệt Giang. Nếu cái tên này được đặt từ nghìn năm trước thì sẽ không có ai biết, cũng không ai hiểu. Trần Biệt Giang đi tới trước mặt pho tượng tôn quý kia, ông ta cung kính thi lễ, sư tổ, trận chiến lần này có liên quan đến sự thịnh suy của kiếm võ môn, vẫn mong tổ sư che chở cho kiếm võ môn ta. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, phía sau pho tượng, một chiếc hòm tối đen bay tới tay ông ta. Trần Biệt Giang thu hồi hòm, sau đó lại thi lễ rồi trực tiếp xoay người rời đi. Đằng sau, pho tượng tôn quý kia giống như đang quan sát phía trước. Vẻ mặt hờ hững. Nhà hiên viên. Ngày này, một ông lão lưng còng đi vào trong điện hiên viên. Lưng rất còng, khiến cho ông ta thoạt nhìn vô cùng thấp. Ông ta đeo một thanh trường kiếm có vỏ bọc màu đen bên hông. Người này đích thị là gia chủ đời trước của nhà hiên viên. Có điều cũng sống lâu quá rồi. Lâu đến mức rất nhiều người trong nhà hiên viên đều không biết ông ta là gia chủ đời nào. Chỉ biết trong gia tộc có một người như vậy. Lão già lưng còng đi đến trước mặt pho tượng. Pho tượng tôn quý trước mắt này chính là lão tổ dòng tộc hiên viên năm đó. Năm đó nhà hiên viên cường thế quật khởi đùng là nhờ vào người này. Một người một kiếm, kiên cường trỗi dậy ở đại thế giới huyền hoàng. Lão già lưng còng cúi đầu thật sâu trước pho tượng, sau đó ông ta mở lòng bàn tay ra, đột nhiên thanh kiếm bên hông pho tượng hóa thành một luồng kiếm quang màu vàng. Bay vào bên trong lòng bàn tay ông ta. Ông già lưng còng thu hồi kiếm rồi xoay người đi khỏi. Ở đâu đó bên trong đám mây,
một ông già áo trắng đang đứng lẳng lặng, bên cạnh còn có một lão già mặc áo đen. Nếu Diệp Huyên ở đây, hắn có thể nhận ra hai người bọn họ. Bọn họ chính là hai người đã mang Diệp Liên đi lúc trước. Thần điện, ông già áo trắng mặt không chút biểu cảm, chỉ có bốn người bọn họ à? Lão già áo đen gật đầu, chỉ có bốn người. Ông già áo trắng hỏi, cô gái của kiếm võ môn ngày đó giờ đang ở đâu? Lão già áo đen do dự một lát, sau đó nói, không biết. Ông già áo trắng cau mày, không biết. Lão già áo đen gật đầu, tốc độ của cô gái trẻ kia rất nhanh, người của chúng ta căn bản không đuổi kịp, hơn nữa cũng không dám tiến gần quá. Ông già áo trắng trầm mặc một hồi, sau đó nói, bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là một phân thân, không cần quan tâm. Nói xong người này xoay người nhìn lên bầu trời, bên trong những tầng mây phía xa xa có một ngọn núi đứng sừng sững. Đỉnh Nhai Sơn. Mà trên đỉnh Nhai Sơn kia có một thanh thạch kiếm đang treo ngược. Ông già áo trắng nhẹ giọng nói, năm đó, chính nơi ấy có một thế lực siêu cấp. Lão già áo đen hỏi, kiếm tông sao? Ông già áo trắng gật đầu, kiếm tông, rất mạnh. Lão già áo đen trầm giọng nói, dường như tôn sứ rất hiểu về tông môn này. Ông già áo trắng gật đầu, chỉ có đám người từ thời xa xưa kia mới biết được tông môn này có bao nhiêu đáng sợ. Năm đó kiếm phong của kiếm tông vừa xuất hiện, ai dám đối đầu? Lão già áo đen nói, ngọn nguồn nhà hiên viên kia và kiếm tông này có quan hệ gì? Ông già áo trắng cười nhạo một tiếng, chẳng qua là số hên, bắt được cơ hội. Nói đến đây, ông ta giống như nghĩ tới cái gì, khẽ cau mày, có điều thanh kiếm này đúng là có chút đặc biệt. Lão già áo đen hỏi, thần kiếm. Lão già áo trắng gật đầu, kiếm này ở đỉnh Nhai Sơn, e là sẽ có tác dụng thần kỳ. Nói đến đây, đột nhiên ông ta nhìn về phía dưới, bọn họ đến rồi. Phía dưới cách đó không xa, một chàng trai cầm kiếm đi tới, bên cạnh chàng trai còn có một nam hai nữ. Đúng là bốn người Diệp Huyên. Đỉnh Nhai Sơn. Bốn người Diệp Huyên đến dưới chân núi Nhai Sơn. Đứng dưới chân núi nhìn lên quả thực không thấy đỉnh, bởi vì núi quá cao. Cao trên tầng mây. Kiếm tông. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, có chút hiếu kỳ về kiếm tông của Nhai Sơn này. Kiếm tông này với kiếm tông của vũ trụ hỗn độn kia có quan hệ gì không? Một lúc sau, Diệp Huyên khẽ nói, chúng ta đi lên thôi. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang lao lên trời. Sau lưng Diệp Huyên. Ba người An Lan Tú cũng đi theo. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyên đã đến đỉnh Nhai Sơn. Trên đỉnh núi, mây mù bay lượn như bước vào tiên cảnh. Diệp Huyên đi về phía xa, hai bên xung quanh có thể nhìn thấy một chút tàn kiếm. Ở phía đối diện khoảng trăm trượng, có một tòa cung điện màu đen, không trung phía trên cung điện là một thanh kiếm bằng đá đang trôi lơ lửng. Một chập sau, bốn người Diệp Huyên đến trước cung điện. Phía trên cửa đá cung điện có khắc hai chữ màu đen, kiếm tông. Kiếm tông. Diệp Huyên nhìn vào trong cửa lớn, phía trước đại điện là một bức tượng sừng sững. Nhìn thấy bức tượng này, Diệp Huyên lập tức sững người. Hắn nhận ra bức tượng này. Là bức tượng người đàn ông mặc thanh sam. Lại là hắn. Quả nhiên là có quan hệ với kiếm tông của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên bước đến nhanh hơn. Hắn đi đến phía trước bức tượng người đàn ông mặc thanh sam kia, tầm mắt hắn ta nhìn về phía trước, trên bả vai có một cô nhóc màu trắng ngồi đó. Hắn cũng nhận ra cô nhóc này. Chính là cô nhóc lúc trước xuất hiện giúp đỡ Tiểu Linh Nhi. Cô nhóc này và người đàn ông mặc thanh sam là cũng một phe. Tầm mắt Diệp Huyên dừng trên người đàn ông mặc thanh sam, trong lòng hắn vô cùng hiếu kỳ. Tại sao nhiều kiếm tông đều có bức tượng của người đàn ông thanh sam này chứ? Rốt cuộc người đàn ông thanh sam này có thân phận gì? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cô bé chỉ về cô nhóc trên vai người đàn ông thanh sam. Diệp Huyên cười nói, là nàng ta. Tiểu Linh Nhi tò mò quan sát cô nhóc kia lần nữa, sau đó nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó quay lại tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn bội kiếm bên eo người đàn ông thanh sam, thanh kiếm này hắn cũng rất quen thuộc, là kiếm trên đỉnh tháp. Rõ ràng, người đàn ông thanh sam này đã từng là một trong những người khiến tháp giới ngục trọng thương. Diệp Huyên trầm mặc một lúc,
hắn bước về phía đại điện, ngay sau đó hắn và ba người An Lan Tú đã vào bên trong đại điện, bên trong điện trống rỗng vắng vẻ. Nhưng trong đại điện rất sạch sẽ, rõ ràng có người thường quét dọn. Diệp Huyên cười nói, thế nào, còn chưa ra sao? Vừa dứt lời, có bốn người xuất hiện trước mặt hắn. Đứng đầu là một ông lão lưng còng, trong tay ông lão cầm một thanh kiếm màu vàng, ông ta nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bình tĩnh. Bên cạnh ông lão lưng còng còn có một ông lão áo đen đang đứng, người này chính là lão tổ của kiếm võ môn Trần Biệt Giang. Ánh mắt Trần Biệt Giang vẫn luôn nhìn vào thanh kiếm bên hông Diệp Huyên. Bên cạnh Trần Biệt Giang là một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên tầm vóc vạm vỡ, trên mặt có đủ các loại các kiểu ký hiệu bí ẩn, dày đặc rất nhiều, trông khá ghê người. Vu tộc, người trước mắt này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Vu tộc Phù U. Bên phải Phù U là một người áo đen đội mũ trên đầu, không nhìn thấy diện mạo thật. Người này chính là môn chủ của thiên môn. Không ai biết thân phận thật sự của người này, cũng không ai biết được tên hắn ta. Diệp Huyên nhìn môn chủ thiên môn, cười nói, ban đầu khi ta đến, người đã nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Môn chủ thiên môn khàn giọng nói, trước khác nay khác. Diệp Huyên cười ha ha, được lắm, trước khác nay khác. Nói rồi hắn liếc nhìn bốn người, sao, các người muốn hàn huyên với ta sao? Ông lão lưng còng nhà Hiên Viên nhìn Diệp Huyên, thiếu niên, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết lựa chọn thế nào để tốt cho mình. Diệp Huyên cười nói, các người cũng là người thông minh. Theo như ta biết, sau lưng các người còn có một thần điện, có đúng không? Ông lão còng lưng khẽ nheo hai mắt, ngươi biết cũng không ít. Diệp Huyên cười nói, ta có hơi không hiểu là các người giết ta rồi, vậy rốt cuộc bảo vật ngũ duy kia sẽ thuộc về ai vậy? Là bốn nhà các ngươi, hay là thần điện sau lưng kia? Ông lão còng lưng lắc đầu, lúc này, ngươi đừng có dùng mấy kế ly gián vặt này nữa. Về phần chia thế nào, chúng ta sẽ thương lượng tốt. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, gọi người sau lưng ngươi ra cùng liều mạng với chúng ta, thứ hai, giao ra trí bảo ngũ duy cùng với thần kiếm của kiếm võ môn. Diệp Huyên cười nói, sau khi ta giao ra, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Ông lão còng lưng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn cả bốn người, cười nói, thật ra, cho dù có thế nào thì các người cũng sẽ không để ta sống, đúng không? Ông lão còng lưng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khoát tay, vậy còn nói chuyện gì nữa? Chiến thôi. Chiến. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão còng lưng nhìn Diệp Huyên, ông ta cứ nhìn như vậy. Không hề ra tay. Ông ta không hề e sợ Diệp Huyên, ông ta e sợ chính là người sau lưng Diệp Huyên. Cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên kia thật sự quá thần bí. Thần bí đến mức bọn họ không thể không e sợ. Nếu không phải trí bảo ngũ duy vô cùng mê người thì bọn họ cũng sẽ không nguyện ý làm kẻ địch với cao thủ cấp bậc như vậy. Ngay lúc này, lão tổ Trần Biệt Giang của kiếm võ môn đột nhiên nói, còn trần trừ gì sao? Nghe vậy, ông lão còng lưng khẽ gật đầu, ông ta vung tay phải. Cả đại điện kiếm tông bỗng chốc vỡ nát. Sau khi đại điện kiếm tông vỡ nát, xung quanh bốn người Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện bốn trụ sáng. Kiếm quang. Bốn luồng kiếm quang phóng thẳng lên tầng mây. Ngay sau khi bốn luồng kiếm quang xuất hiện, một bức tường kiếm khí xuất hiện trước mặt nhóm bốn người Diệp Huyên. Kiếm trận. Diệp Huyên cười nói, đối phó với bốn người chúng ta cần gì làm trận lớn như vậy? Vẻ mặt ông lão lưng còng vô cảm, nếu đoán không nhầm thì người của ngươi hẳn là đang ở xung quanh, đúng không? Diệp Huyên nhìn ông lão lưng còng, đoán xem. Ông lão lưng còng không nói lời thừa thãi nào, đột nhiên ông ta đánh ra một chưởng về phía trước. Chưởng này vừa đánh ra, không gian xung quanh lập tức tan vỡ. Mà ngay khoảnh khắc ông lão lưng còng ra tay, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém xuống. Bù! Một luồng kiếm quang chém thẳng xuống, xé rách mọi thứ. Một tiếng nổ chợt vang lên, ngay sau đó, cả người Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài, vừa bay đã trực tiếp rơi xuống đập thẳng trên bức tường kiếm khí. Cả bức tường kiếm khí rung động dữ dội, Diệp Huyên ngã xuống đất. Một chưởng kia của ông lão lưng còng đánh bay Diệp Huyên, sau đó cũng không ra tay tiếp mà quay người nhìn xung quanh. Vẻ mặt ba người đều có phần phòng bị. Lần này,
mục tiêu của bọn họ thật sự không phải Diệp Huyên. Diệp Huyên quả thật là yêu nghiệt, hơn nữa là vô cùng yêu nghiệt, nhưng Diệp Huyên hiện tại còn quá trẻ, không có sức uy hiếp với bọn họ. Bọn họ thật sự kiêng dè cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên kia. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị đề phòng kỹ nhưng đối với cao thủ cấp bậc như vậy thì bọn họ vẫn không dám khinh thường chút nào. Thế nhưng, xung quanh không hề có động tĩnh gì. Ông lão lưng còng khẽ nheo hai mắt, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, người không gọi người của mình. Cách đó không xa, Diệp Huyên khẽ lau máu ở khóe miệng, cả người hắn đột nhiên biến mất. Bù! Tiếng kiếm vang lên từ trong sân. Nhất kiếm vô lượng. Ngay khi Diệp Huyên biến mất, con người ông lão lưng còng khẽ rụt lại, ông ta chắp hai tay lập tức tạo ra một luồng kiếm quang. Thế nhưng, một thanh kiếm sắc bén lại đâm trúng vào giữa hàng mày ông ta tầm nửa tấc. Máu tươi tuôn ra. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng giống cuồng nộ của Diệp Huyên, chấn hồn. Vừa dứt lời, một sức lực thần bí trực tiếp bao trùm ông lão lưng còng. Nhất kiếm định hồn. Ngay khi bị sức lực thần bí bao vây, sắc mặt ông lão lưng còng trong chớp mắt đã thay đổi, đột nhiên ông ta gầm lên giận dữ. Diệp Huyên cả người cả kiếm đều bị đánh bay, nhưng bay không bao lâu, đột nhiên An Lan Tú xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, một tay nàng đặt sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại nhưng An Lan Tú lại bị đẩy lùi ra ngoài đến hơn 10 trượng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vị trí ông lão lưng còng phía xa, lúc này, ông lão lưng còng cả người run rẩy dữ dội, một luồng sức lực thần bí đang liên tục phân giải linh hồn của ông lão lưng còng. Cùng lúc đó, giữa hàng lông mày ông lão lưng còng máu cũng chảy ra. Mà ngay lúc ấy, ông lão lưng còng đánh ra một chưởng vào giữa ngực mình, chấn. Vừa dứt lời, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta chấn động ra, một lát sau, cơ thể ông lão lưng còng dần dần khôi phục lại bình thường. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt nặng nề. Thất bại rồi. Nhất kiếm vô lượng và nhất kiếm định hồn cùng với kiếm thiên chu cũng không thể giết nhanh ông lão lưng còng này. Diệp Huyên khẽ nhắm lại hai mắt. Đây là vì cảnh giới bản thân quá thấp. Căn bản không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nhất kiếm vô lượng. Ở phía xa, vẻ mặt bốn người phía ông lão lưng còng lúc này đều vô cùng nghiêm trọng. Nhất là ông lão lưng còng, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Trong khoảnh khắc vừa nãy, ông ta thiếu chút nữa đã bị tên Diệp Huyên trước mặt này giết rồi. Nói ra thì ai dám tin chứ? Mới bắt đầu, mặc dù ông ta biết Diệp Huyên rất yêu nghiệt, nhưng ông ta trước giờ chưa từng nghĩ đến Diệp Huyên có thể gây ra sức ép cho ông ta được. Bởi vì cách biệt giữa Diệp Huyên và ông ta quá lớn. Lớn đến mức căn bản chẳng có vật nào có thể bù đắp được. Cho dù Diệp Huyên sử dụng tháp giới ngục thì ông ta cũng có tự tin có thể ngăn cản được. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ được chính là vừa rồi Diệp Huyên gần như đã kết liễu ông ta chỉ một kiếm. Một kiếm. Ông lão lưng còng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đúng là đã quá xem thường ngươi rồi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, vậy sao? Ông lão lưng còng chậm chậm đi về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên, không thể không nói, ngươi quả thực rất yêu nghiệt. Vừa dứt lời, tay phải ông ta đã đặt trên thanh kiếm màu vàng bên hông mình. Lúc này, An Lan Tú đứng chắn trước mặt Diệp Huyên, nàng mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay nàng. Ông lão lưng còng nhìn An Lan Tú, đột nhiên ông ta biến mất. An Lan Tú bước về phía trước một bước, thanh trường thương trong tay nàng như một con rồng sấm phóng ra. Ông lão lưng còng vẫn chưa ra kiếm mà đánh mạnh một quyền về phía trước. An Lan Tú lập tức lùi lại, ông lão lưng còng không hề truy đánh An Lan Tú mà xông về phía Diệp Huyên. Mạc Tà và Liên Vạn Lý đang định ra tay thì ngay lúc đó, vô số áp lực nặng nề trực tiếp bao phủ hai người họ. Ở bên kia, ông lão lưng còng đã đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên trước mặt, ông lão lưng còng cười hung tợn, Diệp Huyên, ngươi có biết kiếm này là kiếm gì không? Chính là kiếm thủ, đứng đầu vạn kiếm cả thiên hạ, kiếm này vừa đánh ra thì vạn kiếm đều thần phục. Vừa dứt lời, ông ta rút mạnh kiếm. Bù! Một luồng kiếm quang màu vàng bay thẳng lên trời. Kiếm này vừa đánh, vạn kiếm thiên hạ đều thần phục. Thế mà kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên lại không phục. Kiếm thủ. Kiếm thủ là gì? Tức là thủ lĩnh của kiếm trong thiên hạ. Không thể không nói,
Khi ông lão rút thanh kiếm màu vàng kia ra, Diệp Huyên ngay lập tức cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ. Kiếm ý của chính thanh kiếm. Nhưng mà, kiếm Thiên Chu trong tay hắn không phục. Kiếm Thiên Chu. Thanh kiếm sắc bén nhất của vũ trụ nào đó năm ấy. Nó có lẽ không phải thanh kiếm mạnh nhất, nhưng nó tuyệt đối là kiếm sắc bén nhất. Lúc này, từ thân kiếm Thiên Chu đã bộc phát ra luồng kiếm ý ngập trời. Chiến ý của chính thanh kiếm. Diệp Huyên thừa thế rút kiếm chém một nhát. Bù. Một tiếng kiếm chấn động phía chân trời. Ầm. Hai thanh kiếm vừa mới chạm nhau, một mảng kiếm quang bùng nổ ra từ trước mặt hai người, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi ngàn trượng lập tức bị kiếm quang đập tan. Nhưng rất nhanh, không gian xung quanh lại trở lại bình thường. Mà lúc này, Diệp Huyên lại lần nữa lùi về trước tường kiếm khí, máu tươi từ từ tràn ra khóe miệng hắn. Ở đối diện Diệp Huyên, ông lão lưng còng đang nhìn chằm chằm hắn. Kiếm trong tay hai người rung lên dữ dội. Yên lặng trong phút chốc, kiếm trong tay hai người đột nhiên vùng ra khỏi tay bọn họ, bay ra chém nhau. Ầm, một mảng kiếm quang lại nổ ra. Rất nhanh, hai thanh kiếm lao vào chém nhau giống như phát điên ở trên đỉnh đầu hai người. Kiếm thủ, Thiên Chu. Hai thanh kiếm đều cực kỳ tức giận, đặc biệt là kiếm Thiên Chu, Diệp Huyên chưa bao giờ cảm nhận thấy kiếm Thiên Chu phẫn nộ như vậy. Thanh kiếm này đang liều mạng. Mọi người tại đây cũng đều nhìn hai thanh kiếm kia. Không thể không nói, hai thanh kiếm đều là thần kiếm đương thời. Mà lúc này đây, hai thanh kiếm rõ ràng là muốn tranh vị trí đứng đầu. Ông lão lưng còng nhìn về phía kiếm thủ, sau đó ông ta vẫy tay phải, muốn triệu hồi thanh kiếm kia. Nhưng mà, kiếm thủ kia hoàn toàn không quan tâm tới ông ta. Sắc mặt ông lão lưng còng tối sầm xuống, mà lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên nói, Thiên Chu, chém chết nó cho ta. Chém nó đến chết. Nhận được sự cổ vũ của Diệp Huyên, kiếm Thiên Chu nhất thời phát ra tiếng kêu, sau đó phát ra từng đạo kiếm quang chém về phía thanh kiếm thủ kia. Ông lão lưng còng không quản kiếm thủ kia, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu người đứng sau ngươi đã không xuất hiện, vậy thì ngươi đi chết đi. Cùng nhau động thủ. Vừa dứt lời, bốn bọn họ liền động thủ. Mà ba người đám An Lan Tú ở bên cạnh Diệp Huyên liền lập tức xông ra ngoài. Có đánh lại được không? Khẳng định là đánh không lại. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nhưng bọn họ muốn đánh. Lần này đến, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Rầm rầm ầm. Ba người vừa mới xông ra liền lập tức bị đánh bay, mà ông lão lưng còng và ba người còn lại cũng không quan tâm đến đám An Lan Tú. Bọn họ trực tiếp xông về phía Diệp Huyên. Giết Diệp Huyên. Diệp Huyên mới là mối họa tiềm ẩn to lớn đối với bọn họ. Diệp Huyên nhìn thấy bốn người xông tới, nở một nụ cười dữ tợn, hắn gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một tòa tháp nhỏ hư ảo đột nhiên xuất hiện giữa hai chân mày hắn. Tháp giới ngục. Một áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy bốn người ông lão lưng còng, mà vào lúc này, tốc độ của bọn họ cũng chậm lại. Bốn người nhìn thấy tháp giới ngục giữa chân mày Diệp Huyên, vẻ mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Bọn họ dĩ nhiên không bị Diệp Huyên dọa sợ. Bốn người tăng tốc độ, bốn hơi thở hùng mạnh trực tiếp thổi quét về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chuẩn bị thúc giục tháp giới ngục, đúng lúc này, bốn người kia lại đột nhiên ngừng lại, lúc này bốn người xoay người, một áp lực lớn mạnh cuộn tới. Bốn người biến sắc, đồng thời ra tay. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ vang lên, bốn người trực tiếp bị chấn động liên tục lùi xa đến cả nghìn trượng. Bốn người đám Diệp Huyên sửng sốt, bọn họ nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một cô gái chậm rãi đi tới. Khi nhìn rõ người bước tới kia, Diệp Huyên ngây người, ngay sau đó, hắn lập tức bay đến trước mặt cô gái kia, rồi ôm cổ cô gái tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Người tới chính là Giản Tự Tại. Giản Tự Tại đã rất lâu rồi không gặp. Từng là thiên tài đứng đầu thần tộc. Giản Tự Tại bị Diệp Huyên ôm lấy, hơi ngẩn người, ngay sau đó, một lực lượng trực tiếp đẩy Diệp Huyên ra, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, tỷ. Diệp Huyên cười gượng gạo, tỷ không phải chính là tỷ của ta sao? Giản Tự Tại. Lúc này, Diệp Huyên đến trước mặt Giản Tự Tại, nét mặt khổ sở tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới. Ta khổ quá mà. Giản Tự Tại. Cách đây rất lâu hắn đã liên lạc với Giản Tự Tại,
nhưng đối phương không trả lời hắn. Mà lần này, hắn không ngờ tới đối phương vậy mà thật sự trở về. Trở về rồi. Diệp Huyên lần đầu tiên cảm thấy Giản Tự Tại thật thân thiết. Giản Tự Tại đánh giá Diệp Huyên một lượt, khẽ gật đầu, không tồi, hơi thở của ngươi rất hùng hậu, xem ra, bán bộ đăng phong cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ cậy lớn bắt nạt nhỏ. Cậy lớn bắt nạt nhỏ. Giản Tự Tại nhìn về phía bốn người đám ông lão lưng còng cách đó không xa, nàng ta liếc nhìn đánh giá bốn người, cực hạn đăng phong. Cực hạn đăng phong. Ông lão lưng còng híp mắt lại, các hạ là ai? Giản Tự Tại mỉm cười, Giản Tự Tại. Ông lão lưng còng nhíu mày, chưa từng nghe qua. Giản Tự Tại đột nhiên biến mất. Bịch. Cả người ông lão lưng còng lập tức bay ra xa cả nghìn trượng. Mà khi ông ta dừng lại, trên má phải của ông ta đã in một dấu bàn tay đỏ ửng. Giản Tự Tại nhìn ông lão lưng còng, bây giờ đã nghe qua chưa? Ông lão lưng còng nhìn Giản Tự Tại, ông ta không tức giận, trong mắt chỉ có sự nghiêm túc, ngươi. Bán bộ vị chi? Bán bộ vị chi? Giản Tự Tại khẽ nhếch khóe miệng, ngươi đoán xem. Ông lão lưng còng nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, ngươi là gì của Diệp Huyên? Giản Tự Tại nhìn sang Diệp Huyên, ta là gì của ngươi? Diệp Huyên vội vàng nói, tỷ, ngươi là tỷ của ta. Giản Tự Tại cười ha ha, sau đó nhìn về phía ông lão lưng còng, có thể nghe thấy không? Ông lão lưng còng nhìn Giản Tự Tại, ta vốn tưởng rằng cô gái váy trắng sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ đến nàng ta không xuất hiện, ngược lại là một người mà hắn gọi là tỷ tỷ tới. Cô gái váy trắng. Giản Tự Tại nhìn ông lão lưng còng, người muốn nàng ta xuất hiện. Ông lão lưng còng mặt không chút thay đổi, không được. Ha ha. Giản Tự Tại đột nhiên cười ha hả, sau khi cười một tràng, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, mấy kẻ địch này của ngươi thật hài hước. Diệp Huyên. Giản Tự Tại nhìn ông lão lưng còng, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa, người có biết cô gái váy trắng kia là ai không? Ông lão lưng còng nói, không biết. Giản Tự Tại lắc đầu, các ngươi thật sự là một lũ đầu người óc lợn, không, ta không nên sỉ nhục lợn. Sắc mặt ông lão lưng còng có chút khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, nếu nàng ta không xuất hiện, vậy ngươi chết thay nàng ta đi. Vừa dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một lá bùa đột nhiên bay ra, ngay sau đó. Một áp lực cuồn cuộn bỗng xuất hiện ở không trung. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn lên, không trung đột nhiên tối sầm lại, rất nhanh, một mảnh sao trời xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Vô tận tinh không. Giản Tự Tại nhìn về phía ông lão lưng còng, ông ta cười dữ tợn, tay phải ông ta xoay tròn một vòng cho tàn ngân hà. Vừa dứt lời, mảnh sao trời trên đầu mọi người đột nhiên bốc cháy, vô số ánh sao bắt đầu hóa thành từng đốm lửa bắn nhanh về phía Giản Tự Tại ở dưới. Sao trời bùng cháy. Giản Tự Tại dậm nhẹ chân phải. Cả người nàng ta đã xuất hiện giữa mảng sao trời kia, ngay sau đó, sao trời bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Đám ông lão lưng còng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều thay đổi, lúc này, ông lão lưng còng đột nhiên tức giận, thằng chảm thần. Nói xong, xung quanh bỗng xuất hiện bốn tia sáng màu vàng, ngay sau đó, bốn dây thường dài màu vàng bắn về phía Giản Tự Tại, cùng lúc đó, bốn phía. Sức mạnh của vô số sao trời đang cháy cuồn cuộn không ngừng chảy về phía nàng ta. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Giản Tự Tại có gặp nguy hiểm không? Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên vung tay phải lên, trong phút chốc, lực của ánh sao trời bên phải nàng ta lập tức biến mất không chút tung tích. Nhưng bốn dây thừng vàng kia vẫn chưa biến mất, không chỉ như thế. Không gian bốn phía quanh nàng ta lúc này đã bị các sợi tơ vàng bao phủ. Tầng tầng bao phủ. Giản Tự Tại nhíu mày, hai tay nàng ta mở ra, trong phút chốc, không gian xung quanh nàng ta bắt đầu rung động, những sợi tơ vàng bắt đầu từ từ lùi về sau, nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều sợi tơ vàng xuất hiện ở bốn phía quanh nàng. Thấy vậy, Giản Tự Tại khẽ nhếch khóe miệng, có chút thú vị. Dường như nghĩ đến điều gì. Nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên ở phía dưới, bọn họ muốn giữ chân ta. Giữ chân Giản Tự Tại. Diệp Huyên ngây người, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt, sau đó nhìn về phía ông lão lưng còng ở cách đó không xa.
Ông lão lưng còng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, "Diệp Huyên, người có biết sợi màu vàng kia là vật gì không?" Diệp Huyên lắc đầu, "Không biết." Ông lão lưng còng cười, đang muốn nói, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía chân trời, "Vật kia nhiều nhất chỉ bao vây cô gái kia được một khắc, người còn tiếp tục nói nhảm." Nghe vậy, ông lão lưng còng không nói thêm nữa, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó, ông sắp ra tay, thì đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, các ngươi không phải là muốn bảo vật này sao? Ta cho các ngươi. Vừa dứt lời, tháp giới ngục giữa hai chân mày hắn đột nhiên bay ra ngoài. Chí bảo ngũ duy. Nhìn thấy chí bảo ngũ duy này, đám ông lão lưng còng lập tức dừng lại, trong mắt bốn người đều lộ vẻ tham lam. Mà đúng lúc này, giọng nói phía chân trời lại truyền đến, ngu xuẩn, hắn muốn kéo dài thời gian. Giải quyết hắn trước đã. Nghe vậy, bốn người đám ông lão lưng còng phục hồi lại tinh thần, bốn người nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này, Diệp Huyên cầm tháp giới ngục ném mạnh về phía chân trời, tặng cho ngươi. Bốn người kia thấy vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không ra tay, mà ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhưng đúng lúc này, tháp giới ngục kia đột nhiên rơi xuống. Tháp giới ngục vững vàng dừng ở trước mặt Diệp Huyên. Đối phương không hề nhận. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, mẹ ơi, đối phương vậy mà không mắc câu. Hắn vốn muốn chuyển rời mâu thuẫn, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Ông lão lưng còng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người này là mối họa, giải quyết hắn trước đã. Vừa dứt lời, ông ta liền xông lên. Mà ở phía sau ông ta, ba người bọn Trần Biệt Giang cũng xông lên theo. Diệp Huyên thấy bốn bọn họ xông tới, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ngay lúc hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu, một cô bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay phải cô bé đút trong túi quần, tay trái cầm kẹo hồ lô, chân phải dậm nhẹ, miệng ngân nga làn điệu không biết tên, sông lớn mặc sức chảy a. Sao trên trời chạy đi đâu a? Chạy đi đâu a? Hay a, gà con ơi. Hay a hay hay y a. Gặp chuyện bất bình là cho một búa nha. Gà con à. A a a a a. Chấm chấm chấm. Cô bé. Khi nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyên liền thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đến hắn đã nhờ Tiểu Linh Nhi gọi cô bé này. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ dùng sức của bản thân để liều mạng đấu với thế lực như nhà Hiên Viên, bởi vì hắn căn bản không đấu lại được. Chỉ là hắn không ngờ tới, cô bé này đến hơi chậm. Nếu không phải Giản Tự Tại xuất hiện thì sợ là hắn đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Cô bé đứng trước mặt Diệp Huyên. Bộ đồ trên người thật sự có chút kỳ quái, trong miệng còn ngậm cây kẹo hồ lô, cả người trông có vẻ hơi ngang tàng. Đám ông lão lưng còng thấy cô bé xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ không hề quên, lúc trước chính là người này chỉ dùng một quyền đã giết chết môn chủ kiếm võ môn. Bọn họ khá là kiêng dè cô bé này. Cô bé nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đánh ai? Đánh ai? Diệp Huyên hơi giật khóe miệng. Cô bé này thật thẳng thắn. Diệp Huyên chỉ bốn người đám ông lão lưng còng ở cách đó không xa, đánh bọn họ. Cô bé xoay đầu nhìn về phía ông lão lưng còng, nhìn đánh giá một lượt ông ta, ngươi lại đây, ta đánh chết ngươi. Diệp Huyên, ông lão lưng còng nhìn chằm chằm cô bé, ngươi rốt cuộc là ai? Thân là thế lực đứng đầu đại thế giới huyền hoàng, tình báo của bọn họ cực kỳ tốt, thế mà... Bọn họ lại hoàn toàn không biết chút gì về người đứng sau Diệp Huyên. Không tra được ra bất kỳ điều gì. Cho dù là cô gái váy trắng lúc trước, hay là cô bé vừa xuất hiện và Giản Tự Tại từ trên trời, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cô bé không thèm để ý ông lão lưng còng, liếm liếm kẹo hồ lô, đợi ta ăn xong. Ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyên. Xa xa, ông lão lưng còng kia cười dữ tợn, khẩu khí của các hạ thật ngông cuồng. Cô bé nhìn ông lão lưng còng, không nói gì. Cô bé dậm nhẹ bàn chân nhỏ của mình, rất có tiết tấu. Đúng lúc này, ở bên cạnh ông lão lưng còng, môn chủ thiên môn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ông ta đã xuất hiện ở trước mặt cô bé một cách kỳ lạ, cùng lúc đó, một con dao găm chém thẳng vào cổ họng cô bé. Mà cô bé không né tránh. Diệp Huyên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đang định ra tay nhưng đúng lúc này. Cảnh tiếp theo làm hắn ngây người. Khi con dao găm của môn chủ thiên môn chém vào cổ họng cô bé, nó lập tức vỡ tan thành bột mịn, cùng lúc đó,
môn chủ Thiên Môn cũng bị đánh ngược lại bay xa mấy trăm trượng. Không chỉ có Diệp Huyên sửng sốt, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người. Xa xa, môn chủ Thiên Môn nhìn cô bé, trong mắt đầy vẻ khó tin, ngươi. Sao có thể? Không chút tổn thương. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cô bé này đỡ trực tiếp một kích của môn chủ Thiên Môn, vậy mà không bị chút tổn thương nào. Cơ thể này. Lúc này Diệp Huyên đứng phía sau cô bé cũng ngây người. Hắn luôn cho rằng cơ thể của mình đã đủ dũng mãnh rồi, nhưng bây giờ so sánh với cô bé này thì quả thực quá yếu. Đúng lúc này, cô bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai thanh kiếm trên không trung, khi nhìn thấy hai thanh kiếm kia, cô bé nhíu mày, kiếm thủ. Kiếm thủ. Cách đó không xa, ông lão lưng còng nhìn chằm chằm cô bé, người biết thần kiếm của nhà Hiên Viên ta. Cô bé liếc nhìn ông lão lưng còng của nhà Hiên Viên. Đây rõ ràng thuộc về của Tiểu Bạch nhà ta. Vừa dứt lời, tay phải cô bé xuất chiêu, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy thanh kiếm thủ kia, mà kiếm thủ kia lại bộc phát ra một tia kiếm quang rực rỡ chém về phía lực lượng này. Cô bé nhìn thấy cảnh này thì nhăn mày, ngay sau đó đột nhiên biến mất, khi xuất hiện nữa, cô bé đã ở trên không trung, trực tiếp ôm chặt lấy thanh kiếm thủ kia. Kiếm thủ rung lên dữ dội, muốn phản kháng, cô bé giơ tay đánh một cái. 3. Kiếm thủ rung động kịch liệt, kiếm quang trên thân kiếm lập tức vỡ tan. Cô bé lại đánh một cái nữa lên kiếm thủ. Cứ như vậy, ước chừng khoảng một khắc sau, kiếm thủ bắt đầu run lẩy bẩy. Không dám phản kháng nữa. Cô bé nhìn kiếm thủ, sắc mặt không chút thay đổi, có phải không nhận ra ta nữa rồi? Kiếm thủ run rẩy, giống như đang nói cái gì. Cô bé nhăn mày lại, linh trí ngủ say. Nói đến đây, cô bé ném thanh kiếm đến trước mặt Diệp Huyên, đánh thức linh trí của nó. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hỏi, làm thế nào để đánh thức? Cô bé nói, cấp cho nó kiếm ý. Diệp Huyên vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình, thanh kiếm này bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếm ý của Diệp Huyên. Mà cách đó không xa, ông lão lưng còng đột nhiên cả giận nói, đó là thần kiếm nhà Hiên Viên ta, ngươi. Cô bé nhìn về phía ông lão lưng còng, thật không biết xấu hổ. Cái gì thần kiếm nhà ngươi? Nó rõ ràng là của nhà ta. Ông lão lưng còng tức giận nói, ngươi. Cô bé chợt đánh một quyền từ xa. Không hề có dấu hiệu báo trước, ông lão lưng còng bị chấn động ra xa cả nghìn trượng, mà lúc ấy kiếm trận và tường kiếm khí ở xung quanh kia cũng đều trực tiếp biến mất không chút tung tích. Ba người đám Trần Biệt Giang của kiếm võ môn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Thực lực của cô bé này không phải yêu nghiệt bình thường. Xa xa, máu tươi chảy ra từ khóe miệng ông lão lưng còng, một quyền vừa rồi đã đánh trọng thương ngũ tạng lục phủ của ông ta. Lực lượng quá mạnh. Nét mặt ông lão lưng còng vô cùng nghiêm túc, thực lực của cô bé này thật sự là quá khủng bố. Căn bản không phải người ông ta có thể địch lại. Xa xa, một tiếng kiếm đột nhiên vang vọng. Cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, thanh kiếm thủ trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó nó bay đến trước mặt cô bé hơi rung động, giống như đang nói cái gì. Cô bé gật đầu, đã lâu không gặp. Kiếm thủ khẽ run lên. Sau đó bay một vòng xung quanh cô bé. Lúc này, cô bé chợt lắc đầu, bạch ở nơi rất xa, người không tìm được, ta. Người xem, ta là phân thân, hơn nữa ở lại từ rất lâu trước đây. Lúc đó, ta còn rất yếu, phân thân để lại cũng có chút yếu, cho nên, không thể mang người đi. Kiếm thủ khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm yếu ớt. Cô bé im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người đi theo hắn đi. Về sau hắn có lẽ sẽ đi tìm Dương ca đó. Kiếm thủ xoay mình đối mặt với Diệp Huyên, Diệp Huyên vội vàng nói, đúng vậy, sau này ta sẽ mang ngươi đi tìm cái gì của ngươi. Cô bé nói, bạch, bạch, Diệp Huyên hỏi, chính là tiểu tử kia. Cô bé gật đầu, bạch của ta vô địch thiên hạ. Diệp Huyên, cô bé nói, ngươi cứ đi theo hắn, hắn là người một nhà với mình. Người một nhà. Diệp Huyên nhìn về phía cô bé, ta là người một nhà. Cô bé gật đầu, người một nhà. Diệp Huyên cười khà khà, đúng, ta là người một nhà. Cô bé vỗ vỗ tay, sau đó xoay người nhìn về phía ba người đám ông lão lưng còng, ta ăn kẹo hồ lô xong rồi. Các ngươi, chết đi. Vừa dứt lời,
cô bé đột nhiên liền xông lên. Cơ thể trực tiếp xé rách không gian. Ông lão lưng còng thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, trợ giúp cho ta. Nói xong, ông ta nắm chặt hai tay, sau đó hướng về phía trước liền ầm một tiếng. Cùng lúc đó, mấy người bên cạnh ông ta cũng xông lên theo. 4-1. Đối mặt với 4 người, cô bé vẫn không sợ, giơ tay đánh một quyền ra. Một quyền rất đơn giản, nhưng lại rất có sức mạnh. Một quyền đánh ra, ầm vang. Không gian trước mặt cô bé lập tức sụp đổ, một lực lượng hùng mạnh đánh bay cả 4 người, trong đó, cơ thể của ông lão lưng còng đứng đầu trực tiếp bị nổ rách ra, chỉ còn lại linh hồn. Mà 3 người còn lại cũng bị trọng thương. Thực lực của cô bé quá mức khủng bố. Mà cách đó không xa, sau khi ông lão lưng còng dừng lại, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gầm lên giận dữ còn không ra tay. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cô bé lại lấy ra một cây kẹo hồ lô, liếm liếm, sau đó nói, ra tay không. Trong tầng mây, người đàn ông áo trắng của thần điện kia nhìn chằm chằm cô bé, không nói gì. Cô bé nhìn sang ông lão lưng còng cách đó không xa, hắn ta không dám ra tay. Ngươi đợi ta ăn xong cây kẹo hồ lô này, sau đó ta liền đánh chết các ngươi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, hay là ngươi đánh chết bọn họ trước rồi ăn. Cô bé suy nghĩ, sau đó đưa kẹo hồ lô đến trước mặt Diệp Huyên, cầm giúp ta. Diệp Huyên vội vàng nhận lấy kẹo hồ lô. Cô bé đi về phía 4 người đám ông lão lưng còng, nhếch miệng cười, thật ra, ta cũng hơi muốn ăn thịt người. Nói đến đây, cô bé như nghĩ đến cái gì. Sau đó nhẹ giọng nói, Dương ca không ở đây. Ta có thể ăn, dù sao hắn cũng không biết, ha ha. Nói xong, cô bé lập tức xông lên. Cách đó không xa, sắc mặt 4 người đám ông lão lưng còng thay đổi rõ rệt. Lúc này, môn chủ thiên môn đột nhiên xông lên, khoảnh khắc ông ta xông ra ngoài, từng đạo tàn ảnh xuất hiện phía sau ông ta. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Dường như chỉ trong chớp mắt, ông ta chém thẳng lên hai cái sừng trên đầu cô bé. Trước ánh mắt của mọi người, dao của môn chủ thiên môn trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức ngây người. Mà môn chủ thiên môn đang muốn rút lui, lúc này, cô bé dùng một tay nắm chặt cổ ông ta. Môn chủ thiên môn nhìn chằm chằm cô bé, vì sao? Vì sao, ngươi? Đúng lúc này, cô bé đột nhiên há mồm cắn một miếng. Phốc! Trước ánh mắt của tất cả mọi người. Cô bé trực tiếp nuốt xuống đầu của môn chủ thiên môn. Mọi người. Diệp Huyên trong đầu cũng trống rỗng. Cô bé này nói muốn ăn thịt người, cô bé không phải nói chơi. Cô bé không phải nói chơi. Cô bé thật sự sẽ ăn người. Diệp Huyên dựng tóc gáy. Thật máu me. Cứ như vậy, trước ánh mắt của mọi người, cô bé nuốt hết cả người môn chủ thiên môn. Mà cách đó không xa. 3 người đám ông lão lưng còng đã bắt đầu run rẩy. Lúc này, cô bé đến trước mặt Diệp Huyên, chìa tay ra, Diệp Huyên vội vàng đưa kẹo hồ lô cho cô bé. Cô bé nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó liếm liếm, nhẹ giọng nói, hình như không ngon bằng kẹo hồ lô. Diệp Huyên nuốt nước bọt, sau đó nói, ngươi, thật sự ăn thịt người à? Cô bé nhìn Diệp Huyên, các ngươi ăn thịt lợn không? Diệp Huyên gật đầu, có. Cô bé buông lỏng tay, các ngươi có thể ăn yêu thú vì sao không thể ăn các ngươi? Diệp Huyên. Nghe thấy lời của cô bé, Diệp Huyên cũng không thể phản bác. Loài người giết hại những động vật nhỏ bé hơn làm thức ăn, vậy tại sao những sinh vật lớn mạnh khác không thể lấy loài người làm thức ăn? Đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Ngay lúc này, cô bé đột nhiên lại hỏi, vừa nãy ta đã ăn gì? Diệp Huyên ngây người. Sau đó vội nói, không, ngươi chỉ là ăn kẹo hồ lô, nhưng cái khác đều không ăn. Cô bé nhìn Diệp Huyên, khẽ chớp mắt, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật. Cô bé gật đầu, ta là người theo chủ nghĩa ăn chay, ừ, ta chỉ ăn chay. Diệp Huyên. Cô bé khẽ nhấm nháp kẹp hồ lô trong tay, sau đó cô bé nhìn 3 người bên phía ông lão lưng còng cách đó không xa, lúc này, sắc mặt 3 người họ đã trở nên nặng nề. Không đúng, nên nói là hoảng sợ. Cô bé này thật sự là ăn thịt người. Lúc này, đột nhiên trong không trung phát ra tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, một cô gái đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Giản Tự Tại.
Giản Tự Tại nhẹ nhàng vung tay áo trước ngực, cười nói trận pháp này khá thú vị. Nhìn thấy Giản Tự Tại, vẻ mặt ông lão lưng còng cách đó không xa lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Đối diện với Diệp Huyên, cô bé nhìn sang Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cũng nhìn cô bé. Cô bé quan sát đánh giá Giản Tự Tại, gật đầu, ngươi hẳn là có thể chiến đấu. Giản Tự Tại cười nói, ngươi là yêu thú. Cô bé gật đầu. Giản Tự Tại lại hỏi, ngươi là giống loài nào? Diệp Huyên. Cô bé khẽ sờ sừng trên đỉnh đầu mình, sau đó nói, có thể ta thuộc về chủng loại giống trâu. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, cô bé này không biết mình là giống loài gì. Giản Tự Tại đi đến trước mặt cô bé, nàng ta nhìn cặp sừng trên đỉnh đầu cô bé, nói thân thể ngươi đã đạt đến trình độ nào? Thân thể đã đạt đến trình độ nào? Mấy người Diệp Huyên cũng nhìn sang cô bé ấy, đây cũng là chuyện mà bọn họ muốn biết. Trong ánh mắt của mọi người, hai tay cô bé đánh ra một chiêu. Kiếm Thiên Chu kia lập tức bay vào trong tay cô bé, sau đó, cô bé cầm Kiếm Thiên Chu chém mạnh vào đầu của mình. Ầm! Kiếm Thiên Chu rung động dữ dội, phát ra âm thanh run rẩy. Nhưng cô bé ấy không hề bị ảnh hưởng gì. Thậm chí Kiếm Thiên Chu còn không để lại dấu vết nào trên đầu cô bé. Thấy vậy, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Nhất là Diệp Huyên. Hắn hiểu rất rõ sự kinh khủng của Kiếm Thiên Chu, thế nhưng cô bé này lại có thể chống đỡ được cả Kiếm Thiên Chu. Không hề tổn hại gì. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Cô bé ném Kiếm Thiên Chu trong tay, sau đó nhìn Diệp Huyên, thiên hạ này không có kiếm nào có thể phá được phòng ngự của ta, nhưng có người có thể phá được phòng ngự của ta. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó hỏi, ba thanh kiếm đỉnh tháp kia có thể không? Cô bé lắc đầu, bọn chúng không thể, không có chủ nhân của bọn chúng thì một quyền của ta có thể đánh bọn chúng vỡ vụn. Diệp Huyên lại hỏi, người đánh được chủ nhân kiếm đỉnh tháp không? Cô bé chợt dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc sau lại nói về lý, ta nhỏ hơn bọn họ, nhỏ hơn rất nhiều, ngươi hiểu không? Diệp Huyên vội gật đầu, hiểu, ta hiểu. Cô bé lại nhấm nháp kẹo hồ lô, sau đó nhìn ba người ông lão lưng còng cách đó không xa, nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên siết chặt tay phải. Một luồng sức mạnh ngưng tụ trong quyền của cô bé, lúc này, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Ánh mắt Giản Tự Tại cũng có chút kinh ngạc, sức mạnh của cô bé này không phải chỉ mạnh bình thường. Ở phía xa, ông lão lưng còng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ông ta biết, thần điện sẽ không xuất hiện trợ giúp. Không đúng, nên nói là thần điện đang chờ. Chờ cho bọn họ dốc hết sức làm tiêu hao sức lực hai át chủ bài trước mặt Diệp Huyên. Sau đó thần điện sẽ xuất hiện thu dọn tàn cuộc. Ông lão lưng còng dẹp bỏ suy nghĩ. Ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, nếu ngươi chịu dừng lại ở đây, nhà Hiên Viên ta sẽ không trở thành kẻ địch của ngươi nữa, cũng sẽ không vọng tưởng đến chí bảo ngũ duy trong tay ngươi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, đánh chết bọn họ. Bây giờ lại giảng hòa. Diệp Huyên cảm thấy có chút nực cười. Hắn biết rõ, đối phương giảng hòa chỉ là kế tạm thời, một khi Giản Tự Tại và cô bé này không còn ở đây. Không biết đối phương sẽ xử lý hắn thế nào nữa. Chỉ một câu nhân lúc ngươi bệnh thì lấy mạng ngươi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô bé lập tức xông đến. Ở phía xa, ông lão lưng còng cười hung tợn, nếu ngươi đã muốn cá chết lưới rách vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên lấy ra một lệnh bài màu vàng, ông ta điểm ngón tay, một giọt máu rơi xuống miếng lệnh bài, kính mời tiên tổ. Tiên tổ, cách đó không xa. Diệp Huyên nhếch miệng, tại sao mấy thế lực này lúc nào cũng gọi tổ vậy? Không còn chiêu khác sao? Âm thanh ông lão lưng còng vừa dứt thì miếng lệnh bài màu vàng trong tay đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, một luồng sáng vàng bỗng chốc phóng thẳng lên trời. Trong luồng sáng vàng đó, một bóng dáng lặng lẽ ngưng tụ hình thành. Là một người đàn ông trung niên. Sau khi người đàn ông trung niên xuất hiện, một luồng áp lực kinh khủng lập tức xuất hiện trong sân. Không gian cả vạn dặm xung quanh lập tức rung chuyển. Không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng chốc đã nghiêm trọng. Người xuất hiện này có phần lợi hại. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó bèn nhích lại gần bên cạnh cô bé và Giản Tự Tại. Cô bé nhìn người đàn ông trung niên trong luồng sáng vàng, nhấm nháp kẹp hồ lô rất bình tĩnh.
Trong góc tối, Huyền Hoàng chủ nhìn người đàn ông trung niên khẽ cười, lão tổ nhà Hiên Viên, thú vị đây. Trong đám mây, ông lão áo trắng nhìn người đàn ông trung niên trong luồng sáng vàng bên dưới, nhẹ giọng nói, lão tổ nhà Hiên Viên. Lão tổ nhà Hiên Viên đã từng là đại diện cho cả một thời đại. Lão tổ nhà Hiên Viên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng dần dần ánh mắt ông ta đã trở nên rõ ràng, nơi này là Kiếm Tông. Lúc này, ông lão lưng còng bên dưới khẽ hành lễ với người đàn ông trung niên, con cháu bái kiến tiên tổ. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão lưng còng bên dưới, khẽ nói, có lẽ nhà Hiên Viên ta đã gặp phải người không thể chống lại. Ông lão lưng còng lại cung kính thi lễ, con cháu vô năng. Người đàn ông trung niên nhìn nhị nha ở gần đó, nhị nha mút kẹo hồ lô, rất bình tĩnh. Cả đời này, cô bé chỉ sợ hai người. Không đúng, nên nói là hai người rưỡi. Ngoài ra, cô bé còn sợ ai nữa? Sợ ai? Người đàn ông trung niên nhìn nhị nha, nhẹ giọng nói, có phải chúng ta đã từng gặp không? Từng gặp. Nhị nha nhìn người đàn ông trung niên, lắc đầu, không có. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, người có quen một kiếm tu mặc thanh sam không? Nhị nha gật đầu, đó là Dương ca của ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên có vẻ xúc động, ngươi là gì của hắn? Nhị nha lạnh giọng nói, không phải đã nói rồi sao? Là Dương ca của ta, ta đi cùng với hắn. Vẻ mặt người đàn ông trung niên dần dần ôn hòa, bây giờ hắn ở nơi nào? Nhị nha khẽ nhún vai, không biết, nhưng có lẽ là cách nơi này rất rất xa. Nói rồi cô bé nhìn người đàn ông trung niên, đánh nhau sao? Người thì có lẽ còn coi như đánh được. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Mà ở phía xa, sắc mặt ông lão lưng còng lại u ám, ông ta cảm thấy mọi chuyện có chút không ổn. Lúc này, đột nhiên người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên. Ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó ánh mắt chợt lóe chút kinh ngạc, huyết mạch này của ngươi. Nói rồi, đột nhiên ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi và hắn có quan hệ gì? Hắn? Diệp Huyên nhíu mày, ai? Người đàn ông trung niên nói, người đàn ông mặc thanh sam kia. Người đàn ông mặc thanh sam? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, ta và hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ trong lòng tiền bối không dự đoán được sao? Cô bé khẽ chớp chớp mắt. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng, ông ta mở lòng bàn tay, thanh kiếm thủ trong tay Diệp Huyên liền bay vào tay ông ta, kiếm thủ khẽ rung chuyển, như đang nói gì đó. Ánh mắt người đàn ông trung niên có hơi phức tạp, đã lâu không gặp. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại muốn tiêu diệt nhà Hiên Viên ta? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, vốn chẳng phải ta muốn tiêu diệt nhà Hiên Viên người, mà là nhà Hiên Viên người muốn diệt trừ ta. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên khẽ cười, chỉ vào ông lão lưng còng, tiền bối có thể hỏi hắn. Người đàn ông trung niên quay người nhìn về ông lão lưng còng, sắc mặt ông lão lưng còng vô cùng khó coi, tiên tổ, chuyện này. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn ông lão lưng còng sau đó ông ta lại nhìn Diệp Huyên, ngươi nói đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn kể lại tường tận mọi chuyện rõ ràng. Cũng không thêm mắm thêm muối gì nhiều. Sau khi nghe hết lời của Diệp Huyên, sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng đáng sợ, mà cách đó không xa, ông lão lưng còng đã đổ mồ hôi lạnh. Diệp Huyên này là ma quỷ sao? Bản thân tiên tổ lại quen biết hắn. Chuyện này sao có thể chứ? Ông lão lưng còng đã hoàn toàn ngơ ngác. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn ông lão lưng còng, mất hết mặt mũi ta. Sắc mặt ông lão lưng còng thay đổi hẳn, ông ta vội quỳ xuống, run rẩy nói, tiên tổ ta. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, nhà Hiên Viên đã bị người ta lợi dụng. Nói xong, hắn chỉ về phía xa ngoài đám mây, chính là bọn họ, thần điện bọn họ lợi dụng nhà Hiên Viên. Đột nhiên người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn trong đám mây, phía trên đám mây, ông lão áo trắng khẽ nheo mắt, một luồng sức lực lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Người đàn ông trung niên đột nhiên vung tay phải, kiếm lên. Vừa dứt lời đột nhiên kiếm thủ hóa thành luồng kiếm quang màu vàng phóng lên trời. Trên đám mây, ông lão áo trắng cười lạnh, chỉ là một phân thân mà thôi. Vừa dứt lời là đã trở tay đánh xuống.
một lốc xoáy màu đen bỗng chốc xuất hiện từ bàn tay, ngay sau đó, lốc xoáy đen này lập tức hấp thụ lấy kiếm quang kia, nhưng rất nhanh chóng, kiếm quang đã trực tiếp chém nát lốc xoáy màu đen kia, rồi hóa thành một luồng kiếm quang chém về phía ông lão áo trắng. Sắc mặt ông lão áo trắng thay đổi, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, sau đó đánh mạnh một quyền, vô cực. Quyền xông thẳng lên. Kiếm thủ kia lập tức bị quyền thế cản lại. Ông lão áo trắng nhìn tộc trưởng Vu tộc phía dưới, giống giận còn không tung ra con bài cuối cùng. Bên dưới, tộc trưởng Vu tộc kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó gã mở lòng bàn tay, đột nhiên một luồng sáng màu máu phóng thẳng lên trời, trong luồng sáng màu máu đó là một cây búa lớn cũng đỏ như máu. Khoảnh khắc khi cây búa lớn này xuất hiện, mùi máu tươi nồng nặc bỗng chốc đã tràn ngập trong sân, khiến người ta ghê người. Tộc trưởng Vu tộc giống lớn, mời tiên tổ. Mà ngay lúc này, cô bé cách đó không xa nhìn cây búa lớn đỏ nha máu kia, nhẹ giọng nói, chẳng phải đây là búa của Dương ca sao? Cô bé nhìn cái búa máu kia, cô bé khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Búa máu. Trong tầm mắt của mọi người, búa máu đó đột nhiên rung động dữ dội, ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cô bé quan sát người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh, ai muốn diệt Vu tộc ta? Bên dưới, tộc trưởng Vu tộc kia vội vàng kính cẩn hành lễ, sau đó chỉ vào cô bé và Giản Tự Tại ở phía xa tiên tổ. Là bọn họ. Người đàn ông nhìn về phía cô bé và Giản Tự Tại, khi nhìn thấy cô bé thì ông ta chợt sững người, ngay sau đó, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, ngươi, ngươi. Cô bé chớp chớp mắt, ngươi biết ta. Người đàn ông run tay, ngươi, ngươi sao lại ở nơi này? Cô bé nhíu mày, ta không quen biết ngươi. Người đàn ông trầm giọng nói, ngươi là ác thú ở bên cạnh lão tổ. Lão tổ, cô bé càng nhíu chặt mày, ngươi nói là Dương ca sao? Dương ca, nghe vậy, mí mắt người đàn ông khẽ co giật, ông ta gật đầu, là lão tổ. Cô bé lắc đầu, Dương ca là lão tổ của các ngươi. Sao ta lại không biết? Người đàn ông chần chừ một lúc, sau đó nói, lão tổ vốn không phải người Vu tộc ta, nhưng người có huyết mạch của một vị tiên tổ Vu tộc ta. Cô bé vẫn lắc đầu, không biết. Người đàn ông vung tay phải, một bức tranh xuất hiện trước mặt cô bé. Trong bức tranh là một người đàn ông mặc giáp, người đàn ông mặc giáp cầm một cây búa, không có đầu. Người đàn ông nhìn cô bé, đây từng là một vị tiên tổ của Vu tộc ta. Cô bé nhìn bức tranh đó. Sau lại nói, không biết. Người đàn ông trầm giọng, nhưng ta biết ngươi. Cô bé gật đầu, vậy ngươi muốn đánh nhau sao? Người đàn ông vội vã lắc đầu, không, không đánh. Cô bé nói, nhưng người của Vu tộc ngươi lại muốn đánh bạn của ta. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, khi nhìn thấy hắn thì ông ta chợt ngây người. Ngay sau đó, ông ta đã lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyên không thể phản ứng lại kịp. Quá mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng, thực lực của những người này thật sự là sâu không lường được. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi là gì của hắn? Là gì? Diệp Huyên thấp giọng nói, người đàn ông mặc thanh sam kia sao? Người đàn ông gật đầu, đúng. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó nói, ta là gì của hắn, trong lòng tiền bối không đoán được sao? Cô bé. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên dò xét. Sau đó ông ta quay người nhìn về phía tộc trưởng Vu tộc kia, lúc này, tộc trưởng Vu tộc kia đã run rẩy cả người. Tiên tổ mình lại biết Diệp Huyên này. Chuyện này, đầu óc tộc trưởng Vu tộc đã hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông nhìn tộc trưởng Vu tộc, cái tên ngu xuẩn nhà người. Ngu ngốc, ngươi muốn Vu tộc ta bị diệt cả tộc sao? Tộc trưởng Vu tộc khẽ lau mồ hôi lạnh, tiên tổ, hắn là. Người đàn ông thở dài một hơi. Ông ta quay người nhìn cô bé, đây chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm quá lớn. Cô bé giang hai tay, không đánh nhau nữa sao? Người đàn ông vội nói, không đánh không đánh, đều là người mình cả, đánh cái gì chứ? Người mình, Diệp Huyên. Người đàn ông nhìn tộc trưởng Vu tộc, tức giận nói, còn không mau quay về. Tộc trưởng Vu tộc run run yết hầu, tiên tổ chuyện này. Vẻ mặt người đàn ông lạnh hẳn, thấy vậy. Tộc trưởng Vu tộc vội vàng quay người rời đi. Hắn ta biết, tổ sư nhà mình đã nổi lên sát ý rồi. Tộc trưởng Vu tộc bỏ chạy,
Trần Biệt Giang của kiếm võ môn kia và ông lão lưng còng của nhà Hiên Viên đều ngây người. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì vậy? Lúc này, ông lão lưng còng nhìn Trần Biệt Giang, vị tổ sư kia của kiếm võ môn người có quen biết hắn không? Trần Biệt Giang hung tợn nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ông lão lưng còng trầm mặc, một lúc sau, ông ta nhìn tiên tổ nhà Hiên Viên trong không trung, lúc này, tiên tổ nhà Hiên Viên đã chém ông lão áo trắng kia lùi ra đến gần nghìn trượng. Tiên tổ nhà Hiên Viên lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng, ngươi là người của thần điện. Ông lão áo trắng khẽ nheo mắt, ngươi biết thần điện. Tiên tổ nhà Hiên Viên im lặng một lúc, sau đó ông ta nhìn Diệp Huyên, bọn họ đang nhằm vào ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Tiên tổ nhà Hiên Viên trầm giọng, xin lỗi, phân thân này của ta không làm được gì nhiều. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, rốt cuộc thần điện này là thế lực gì vậy? Tiên tổ nhà Hiên Viên nhẹ giọng nói, là một thế lực vô cùng cổ xưa, năm đó ta và bọn họ đã từng tiếp xúc một lần, thế lực này không hề đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng trầm mặc. Không hề đơn giản. Rõ ràng, thực lực thần điện này còn mạnh hơn rất rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Ngay lúc này, cô bé cách đó không xa đột nhiên nói, thần điện ở đâu? Tiên tổ nhà Hiên Viên nhìn sang cô bé nói, ta đi đánh. Nực cười. Ngay lúc này, ông lão áo trắng trong đám mây chợt cười lạnh, dựa vào ngươi sao? Nhị nha nhìn ông lão áo trắng, ngay sau đó cô bé lập tức biến mất. Một luồng sức lực mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, luồng sức mạnh này cực kỳ mạnh, không gian từng nơi đi qua đều bị xé nát từng tấc một. Thấy cảnh nào, sắc mặt ông lão áo trắng trong không trung lập tức biến sắc, ông ta cũng không đỡ lấy quyền này của cô bé, mà lùi về sau đến cả nghìn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.